Chào anh Tình Phơi Phai, chào Ngọc, anh Ngọc Hoàng, chào anh Nguyễn Thành. Rồi các anh chị nhìn thấy rõ chưa? Tự nhiên sao rớt vậy ta? Chào Lan Ngọc. Bây giờ nhìn rõ chưa Dương Hân? Chào anh Đô Bùi. Chào Lê Văn Minh. Xin chào Tăng Phúc Hậu. Chào anh Bằng Vũ lần hai. Chào anh Hiếu Hoàng. Chào Đình Nam. Chào chị Bạch Yến. Bây giờ các anh chị nhìn thấy rõ chưa? Dễ gì, chưa đâu Lê Văn Minh ơi. Tiếng hơi nhỏ hả? Chào Cường Trần, chào Minh Thư, chào Sanh Phạm. Không biết nữa, tự nhiên nó rớt. Chào Lê Văn Minh nhé. Hơi nhỏ một tí hả? Đúng rồi, mất mạng Trương Minh Đạo. Chia sẻ lại đi, chia sẻ lại đi các anh chị, chia sẻ lại đi, mở cái đoạn này lên. Quy cãi đi. Trước hết ông có thể Nghe nhỏ quá hả? Rồi nghe lớn chưa? Chào anh Nguyễn Việt. Hello Trà My. Chào to lên anh chưa thấy hả? À, sao à? Nhỏ hả chị? Ok vậy. Em vẫn để bình thường mà. Dễ gì cho nó lên. AQ là không bao giờ cho lên. Nhưng cơ bản nó giả bộ thôi Trang ơi. Nó giả bộ thôi á, nó nghe tối tới ông Đào Minh Quân nó bỏ chạy á, chứ không phải đâu. Nhưng mà vấn đề mở cho mọi người. Mà ở đây các anh chị, ông Vũ Hàng Lân có những câu hỏi rất hay. Nhưng mà khi lúc đó rồi nha, bây giờ mở cái này các anh chị xem thử coi nó có ấy không nha. cho biết hai người này, ông James Chào Nguyễn và Tiểu bà Bảo Angel Ngọc. Phạm. Bà Angel Phạm có phải là người của tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm Nghe không thời hay chị? không? Nghe không các anh chị? Có phải do ông đưa về Việt Nam để hoạt động hay không? Và theo ông thì những việc làm của họ theo cáo trạng từ tòa án Việt Nam có đúng hay không thưa ông? Cái điểm thứ nhất đó là trước khi mà trả lời Chào Janet nhà Trần. báo Lân Vũ là một trong những Chào nhà Diệu Nghĩa. báo mà chúng tôi rất là trọng, là vì ông ta đã lặn lội về tận Việt Nam và bây giờ lặn lội đến cái nơi làm việc của chúng tôi để tìm hiểu sự thật. Bây giờ để trả lời cái câu hỏi đó, thì thứ nhất chúng tôi vừa mới nhận được được biết là tòa án của Cộng sản Việt Nam xử hai người công dân Mỹ và 10 người theo tin tức của Đài Loan, theo tin tức của ông nhà báo vừa. Nhà báo Vũ Hoàng Lân, tức là Lân Vũ, phải không ạ? Họ chỉ sửa một vụ án 2 ngày thôi, mà tội đánh phá cướp chính quyền trong lúc một cái vụ ăn cắp hay ăn cướp của Cộng sản Việt Nam tại Việt Nam, họ xử quá lâu.
Cho nên chúng ta thấy rõ ràng đây là một vụ dàn dựng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng xử quá nhanh với bản án quá nặng là 14 năm. Bây giờ hỏi rằng là những người này có trong tổ chức, xin lỗi, đăng tôi rất là trọng nhà báo, vì nếu mà là tổ chức thì chúng tôi sẽ không cho cái việc này. Nhưng thể theo lời yêu cầu của một vị đại biểu của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, chúng tôi chấp nhận. Vì đây Em xin ngắt ở đây chút, các anh chị có nhìn thấy ở phía dưới cái đoạn dòng chữ ở dưới không? Có nghĩa là phố Bonsa TV họ không để là thủ tướng nha, nhưng mà phố Bonsa TV chỉ để rằng là ổng chỉ là người đứng đầu tổ chức đó, cái đó là cái khéo đó. Còn các anh chị để ý nè, ổng không trả lời vào câu hỏi của ông Vũ Hằng Lân, mà ổng chỉ miên man những cái điều ổng muốn nói thôi, mà những cái điều ổng muốn nói nó thật sự nói chuyện con nít nó còn chưa chắc đã nghe, chứ không hồi như mình. Mời các anh chị nghe tiếp nha. Không phải là tổ chức, mà ở đây chúng tôi đã có cái danh xưng mà chính Hoa Kỳ và 28 nước Liên Hiệp Âu Châu đã công nhận, đó là chính phủ đúng quốc rồi. Gia Việt Nam lâm thời. Chính vì cái danh xưng đó mà ngày hôm nay mới có cái bản án này. Nếu mà không có danh xưng đó thì chắc chắn không có cái bản án này. Còn nói rằng chào những người đó có phải là thành viên của chính phủ không, thì chúng tôi xin trả lời tất cả những người nào chào chị không mặt chấp sau. Nhận chế độ Cộng sản Việt Nam, tất cả những người nào là nạn dân của Cộng sản đều có cơ hội và trở thành là thành viên của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Và theo như chúng tôi, cái lề lối làm việc và chủ trương của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Rồi, em ngắt ở cái đoạn này nha. Các anh chị nghe, ông nói là tất cả những người nào mà gọi là ha, nhưng mà một chút ổng nói ngược lại này nha các anh chị, có nghĩa là ổng sẽ phủ nhận cái chuyện là gọi là tội danh của hai người đó và phủ nhận cái việc hai người đó làm việc cho ổng nha các anh chị nghe nha. Ổng nói chuyện rất ư buồn cười, nên tại vì sao ngày hôm nay em muốn đem cái này lên để cho mọi người nghe thấy. Không phải tôi muốn phá hoại cái tổ chức gọi là cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc là cái Đảng Cộng sản Việt Nam, vì hai cái cơ cấu và tổ chức này chúng tôi đã đưa kiện tại Tòa hình sự quốc tế. Toàn dân Việt Nam phải biết điều này nhé, là hai cái tổ chức, cái gọi là chính các anh chị nghe ông nói ông sẽ kiện, nhưng ông lấy tư cách gì ông kiện, đúng không? Ít nhiều ổng là một đất, ổng là một nhà nước đối trọng, thì ổng có thể ổng kiện ra ở tòa án quốc tế thì người ta mới gọi có thể tiếp cận hồ sơ người ta, đúng không? Còn ở đây ổng là gì? Một thường dân, một công dân bình thường của Mỹ thôi, không phải một dân biểu, kể cả công dân biểu luôn nữa, đúng không? Thì họ ổng cũng không, mà bây giờ ổng nói ổng kiện, ổng lấy cái gì ổng kiện? Đó là tư cách mình phải có. Anh xem rồi anh Hiếu Hoàng, đó. Chào chị Cộng cô Hoàng. Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam đang bị chúng tôi nộp đơn kiện tại Tòa hình sự quốc tế. Nói chuyện rất là buồn cười. Cộng sản Việt Nam, mọi người đã biết, ngay cả tên mà đăng lên cái bản án cho những người này, đầu sỏ, chính là tên đang giữ cái nhiệm vụ của cái gọi là Bộ Công an Cộng sản Việt Nam, còn đang bị cơ quan truy nã quốc tế tên là Tô Lâm, chào Tâm Võ, không phải là người Việt Nam, mà đang nằm công dân Hàn Quốc, đúng rồi, truy nã của các cơ quan hình sự quốc tế. Và vừa rồi về cái vụ của Trịnh Xuân Thanh, y đã thương lượng để sẽ thả. Thế giờ có nghĩa là ổng không trả lời vào trọng tâm là câu hỏi của người ta, mà ổng vòng vòng ổng đi moi móc cái việc của người khác, nó không có liên quan tới cái câu hỏi để ông nói. Mà các anh chị hãy lắng nghe nha. Ông Vũ Hoàng Lân ổng rất là khéo. Ông Vũ Hoàng Lân rất là khéo, ổng cố tình kéo về. Trịnh Xuân Thanh là một cán bộ cộng sản đã trốn ở tại Đức Quốc. Anh có xem rồi Diệu Nhã. Phải y chấp nhận, phải thả. Dạ đúng rồi anh này, em có nghe rồi. Để bảo toàn cái sự an toàn cho y. Có nghĩa là nếu y không làm như vậy thì bản thân chính y là đúng một rồi đó chị Bạch Tiến. Khủng bố là sẽ chịu một bản án rất là nặng nề đối với quốc tế, và riêng
đối với người Việt Nam. Ông có thể quay trở lại cái câu hỏi liên quan tới hai người vừa rồi. Đấy, thấy Nó không? cụ thể là ông nói rằng là tất cả những người đều có thể là thành viên của chính phủ vũ trợ Việt Nam lâm thời. Tuy nhiên một cách cụ thể hai người này họ có là thành viên một cách chính thức qua một cái hình thức nào đó hay không thưa ông? Dễ lắm, tại vì hiện nay đó, tại vì dưới cái sự mà kèm tỏa của Cộng sản Việt Nam thì chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã đưa ra một cái hệ thống là mọi người có thể gia nhập chính phủ bằng cách là điền đơn trên Internet. Điền đơn trên Internet hoặc là trưng cầu dân ý bằng cái phone tay. Các anh chị nghe một luận điệu rất buồn cười không? Có nghĩa là bây giờ người ta hỏi gì, hai người đó có phải là cái người của ổng hay không, ổng cứ dòng do tam quốc, ổng không trả lời. Ví dụ bây giờ ổng nói là hai người đó không phải thuộc về hai người lực lượng. Ở một cái điểm đây em muốn nhấn mạnh, chào Mai Dương, em muốn nhấn mạnh ở đây á, tay này nó thật sự là rất hèn. Tại sao hèn? Ít nhiều á ha, các anh chị nhìn thấy những cái gọi là những cái nhóm khác á, thì họ lại là ít ra là họ gọi là sao, có nghĩa những người không phải của mình họ cũng nhảy vào, họ cũng nhận, đúng không? Ít nhiều người ta cũng có được cái bản lĩnh. Còn cái tay này á, nó đã vừa nhục mà nó vừa hèn nữa, đúng không? Cái người của mình, người ông Vũ Hoàng Lân hỏi hai người đó có phải là người của mình hay không thì chỉ trả lời vào trọng tâm, ông cứ lái vòng vòng. Các anh chị nghe tiếp nha. Cho nên tất cả những người mà đang nằm trong danh sách của chính phủ thì có hai người này. Có hai người này. Thứ nhất là bà Angel Fan, năm nay 61 tuổi và 62 tuổi, và Jem Hân Nguyễn là 51 tuổi. Tất cả chúng tôi, những người này họ đã từng làm đơn để gia nhập chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Một phần khác của câu hỏi là mà có phải chính ông hoặc là chính phủ đã đưa những người này về Việt Nam thực hiện cái hành động vừa qua? Một câu hỏi rất hay các anh chị. Chúng tôi ước gì chúng tôi có cái khả năng đó, tại mọi người có thể ra vô Việt Nam nha. Ra vô Việt Nam mà chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời không bao giờ bày tỏ một thái độ kiểm soát những người thành viên của mình. Như chúng tôi đã đưa ra từ đầu đến cuối, mục đích của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời được thành lập chào anh Chu Phan là để phục vụ cho người dân, chứ không phải để cai trị người dân. Ông nói một cái luận điệu các anh chị nghe rất ư buồn cười không? Đúng không? Một khi đã là thành viên của mình, ít nhiều mình cũng phải biết họ đi đâu và họ làm gì, đúng không? Thì như vậy mới gọi là người của trong một tổ chức. Còn ông nói kiểu này hai người kia chả có liên quan gì tới ông hết ha. Nhưng ở đây là trên góc độ gì em nhận nhận có nghĩa là em nhận định thêm nè. Ví dụ tại vì hai người này họ không làm được việc nè, họ luôn luôn từ chối đó, đúng không, dám nhìn nhận. Ông này rất ư là hèn, không dám nhìn nhận, đúng không? Họ không dám nhìn nhận vào cái sự việc đó. Rồi bắt đầu là các anh chị nghe, tại cái này nó cũng hơi dài nhưng mà em chỉ cho xem một chút xíu thôi để các anh chị mình nói chuyện đỡ mất thời gian hơn. Người dân có toàn quyền để mà tự do họ đi vào đi ra là quyền của cái những người thành viên trong chính phủ. Ý ông muốn nói ở đây là hai người này về Việt Nam làm các hành động vừa qua là hành động tự phát của họ mà không phải dưới sự chỉ đạo của chính phủ khi dạ, chúng tôi nghĩ vậy vì dựa theo tin tức báo chí thì rõ ràng họ nói là hai vị này, một người đó đi trở về để thăm gia đình, thăm người cha già bệnh, đúng không ạ? Tin tức đó tôi nghĩ có lẽ là Cộng sản Việt Nam là một chuyện rất là ngu xuẩn. Ngu xuẩn là khi nó đưa ra những cái nạn nhân trở về Việt Nam để thăm gia đình mà trở thành một cái tổ chức khủng bố chống chính quyền. Và cái âm mưu của Cộng sản Việt Nam là cố gắng đem những cái tin tức không có dính dáng gì tới chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để lừa gạt dân chúng, lừa gạt dư luận một lần nữa. Ví dụ như cô Lisa Phạm không có nằm trong chính phủ và họ cố tình họ đưa cô Lisa Phạm nằm trong cái thành phần của chính phủ để họ gạt dư luận và cho rằng chính phủ này là có một cái tổ chức có... Các anh chị thấy lời nói của ông không? Đúng rồi, là chị Bạch Yến à, các anh chị nghe thêm luận điệu của ổng rất là buồn cười nha. Bây giờ ổng nói là ổng hoàn toàn ổng không biết gì hai người này, có nghĩa hai người này tự gia nhập trên mạng mà thôi,
Đó. Nhưng mà một giai đoạn sau á là ổng lại biết luôn hai người này, bà Angel Phan này á, lại có đi làm từ thiện bên kia, có một cái văn phòng hoạt động gọi là xã hội gì đó bên đó. Anh chị nghe tiếp nha, nói chuyện rất ư là buồn cười, có nghĩa là câu trước á, thì nó đá câu sau. chủ trương để mà lật đổ bạo động, Cho anh Nguyễn Bá là Thi lật đổ chính phủ, hay là cái gọi là chúng tôi gọi là tà quyền Cộng sản Việt Nam. thấy không Vì sự đó. thật là chính phủ này đã chủ trương ngay từ đầu là phải giải thể và nhổ cỏ tận gốc rễ, không cho cái chủ nghĩa cộng sản còn vương sót lại trên cái đất Việt Nam thân yêu của chúng ta nha. Nhưng mà chúng tôi không có chủ trương dùng bạo động, chúng tôi có nhiều cái cách, mà hiện nay chính vì cái phương pháp và cách thức của chính phủ đã làm cho cộng sản Việt Nam, kể cả thầy của chúng nó là Tào Cộng cũng phải run sợ. Ví dụ như chúng tôi đã lôi sự thật của Hồ Chí Minh Đúng rồi đó, là một Nguyễn cuộc Dương Hâm. đọc từ năm 1990, trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam và Tào Cộng đã nộp cái hồ sơ xin vinh danh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới. Cái hồ Có cái ở đây á, anh chị nghe những cái lời nói của ổng rồi đúng không? Rất ư luận điệu, rất ư là buồn cười. Đó, bây giờ với cái tầm nó thật, với tầm như như em đây. Ông nói chuyện mà mình còn để ý từng cái câu từ của ổng là mình còn biết được cái trình độ ra sao. Bây giờ ví dụ ông nói là cái cách, ít ra ví dụ bây giờ ông nói là chính phủ của ông á, được chính phủ Mỹ cho song hành. Em có chat trên một cái diễn đàn của một cái người đó là cái nick là Triệu Thị Trinh ha. Em hỏi ủa vậy chứ chính phủ Mỹ á, công nhận cái này song hành là như thế nào? Anh chị biết bà trả lời sao? Có nghĩa là hai lá cờ treo song song với nhau, như vậy là hai chính phủ song hành. Em bó tay luôn. Các anh chị nghe được cái luận điệu bả trả lời vậy không? Thực sự ở đây trong cái đoạn clip này nó rất là dài, nó 1 tiếng mấy nữa, nhưng các anh chị cứ lên Google search. Thì ở đây, tại ở đây em rất khen ông Vũ Hoàng Lân là ông có những câu hỏi rất hay. Anh Ngọc Hoàng muốn lên, anh Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng muốn lên đúng không? Để em gọi lên. Em Anh chào chào anh. Bình Dương. Ừ. Anh chào Bình Dương, chào tất cả các anh chị em ở trên diễn đàn. Vừa rồi anh nghe nó thoáng, mà thực ra nó là anh cũng vừa đi chơi về có việc. Thì nghe cái ông nói trên ấy mà cũng chưa biết đầu đuôi tay đầu cua tay nheo thế nào, nhưng mà hình như là thằng ấy là thằng Đào Minh Quân đúng không? Dạ đúng rồi anh, đây là cái clip của ông Đào Minh Quân được Phố Văn Xa TV phỏng vấn ổng trong cái ngày 6 tháng 9 vừa rồi. Đó. Đó, nhưng mà ở đây anh thấy là tại cái clip này thì thuộc là của bản quyền của Phố Văn Xa TV. Đó, thì anh lúc mà anh rảnh anh có xem lại thì cũng được. Mà ở đây ý em muốn đưa lên chia sẻ mọi người chút xíu là cái luận điệu ông trả lời, thứ nhất là không vào trọng tâm câu hỏi của ông Vũ Hoàng Lân là một, cái thứ hai nữa cái cách ông nói nó rất ư là nó miên man, nó không có đâu được. Nhưng mà giới theo em nghĩ, như giới một cái trình độ của một người như thế này, ít ra cái trình độ lý luận của ổng nó phải logic, câu trước câu sau nó phải như thế nào, chứ không phải mà nói chuyện mà cái kiểu mâu thuẫn của ổng rất ư mâu thuẫn. Anh cứ xem lại tại vì nó hơi dài, em xem thì mất thời gian của anh chị nha. Thực ra anh nói Bình Dương như này, với cái ông Đào Minh Quân ấy, thực ra nó tôn trọng tí của ông Đào, nhưng mà ông Đào Minh Quân ấy thực ra nó anh từ lâu rồi anh gọi bằng thằng, thực ra nó ảo mà tung chảo ấy em, chứ chơi đá nhiều quá nên mà thành ra nó bị ảo. Chứ anh ấy thật meme ấy, hắn bảo là hắn tức là có hàng ngàn hecta đất, rồi là hắn có quân đội hắn đưa về, anh ấy thật meme ấy. Anh chưa hiểu làm sao mà cái đầu óc nó nghĩ thế nào mà nó đưa từ, tức là một một lửa vòng cháy đất em ạ, một lửa vòng cháy đất mà nó mang về, mà anh không hiểu là tiền chúng nó lấy ở đâu ra. Thực ra là bao que nói thối mồm, anh thừa biết. Em cứ hiểu đơn giản rằng là nếu mà cái bọn ba que này mà so sánh với lại cộng sản ấy, thì em cứ hiểu đó là nó gần như là 1.000 ăn 1. Người cộng sản em biết là lý tưởng người ta như thế nào. Đúng Cộng anh. sản Việt Nam nhé, anh nói Dạ em hiểu em hiểu. sẵn sàng, tức là sẵn sàng ngâm mình ở dưới
dưới tức là dưới bùn, dưới cống 1 tuần đến 2 tuần để mà đánh địch, chứ nó làm được cái gì? Toàn nói phét, anh nói thật với em, có 2 triệu hải hải ngoại ở bên kia mà đến 190 hội đoàn. Thế nhớ nó toàn lừa bịp, nó mà toàn lừa nó để lấy cái tiền quyên góp. Chúng nó, anh nói thật nhá, nếu chúng nó nhá, nhưng mà cũng phải nói thẳng vào nói này, tuy rằng thế nhưng anh không biết chúng nó như nào, nhưng mà chắc anh nghĩ rằng chúng nó cũng thầm biết ơn cộng sản đấy. Nếu không có cộng sản thì chúng nó đói đói thối mồm luôn. Nào, mẹ anh nói thật mẹ em nhé, lật cái gì toàn thằng này chống chống gậy không nổi, chống cộng với con mà bà chúng nó chống sao được. Mới lại ôi rồi khí thế ở quân lực Việt Nam Cộng Hòa mới toàn rơi chứ thằng nọ kia, mới ông nọ ông kia là cái gì cái gì tự tử, gọi là cái gì em nhỉ, gọi là cái gì cái gì bọn nó cơ, theo cái giọng của bọn nó cơ, tức là không chịu rơi vào tay cộng sản mà tức là tự tử đấy, gọi là tuẫn tiết, nghe tuấn tiết, tuấn tiết tuẫn tiết nào nhá, tuẫn tiết tuấn cái mà bà chúng nó sợ thì mẹ vãi đái, về sợ chúng nó lột da rồi mình chết đi thì nó đỡ ấy thôi. Mẹ mấy cái thằng rắt chết, cái bọn Việt Nam với Cộng Hòa em cứ hiểu đơn giản là nó làm được cái gì, mẹ mấy cái thằng vơ va vơ vẩn, Đào Minh Quân rồi tất cả thứ, anh nó thật mẹ em chứ hội đoàn chúng nó là toàn là ấy thôi, toàn là ba que, em cứ hiểu đơn giản là chúng nó chỉ toàn về tiền thôi. đúng rồi Hôm anh, đa phần là vì tiền. hôm qua hôm kia anh nhìn thấy anh có clip của cái một cái video của cái em nào đó mà cũng hay. Hello, xin chào anh Tân Thái, bây giờ em có 5 người rồi, tức là tụ tập ở kia rồi, quốc xẻng có sẵn rồi, ok càng nhiều càng tốt. Hello em khỏe không, em khỏe. Xong bắt đầu là cuối cùng là nói gì đâu mà em nói câu này, bởi em nói đi cái gì, thằng này thằng Lý Tống, bởi em đang chuẩn bị quốc xẻng rồi, em đập chết mẹ bọn ba que đấy, mẹ mày mẹ bố cái thằng Tân Thái, anh ấy thật mẹ em là sao súng nó bẩn thỉu, anh thật bẩn thỉu cực kỳ luôn. À đây có thằng AQ đây, cái gì chính phủ quốc gia lâm thời thì hỏi AQ, cảm ơn AQ, thế hỏi AQ hỏi cái gì, chính phủ của nó ra làm sao thì mẹ chính phủ ăn hại. Thấy nhá, chính phủ chúng nó này thì về vũ khí tối tân hiện đại nó biến thành sắt vụn rồi ấy gì, mẹ mấy cái anh thật đi Bình Dương, anh thật anh ước ước anh tiếc rằng anh thật với hôm nay anh nói này, anh là người Hải Phòng mà riêng cái bọn Hải Phòng nhá, mà cứ lằng nhằng cái xóm mà anh thề mẹ từ xóm đến thành phố anh đập chết cha nó ngay, nhưng Hải Phòng nó có tiếc cái nó không có ba que em ạ, nó có ba que em nó tuần ẩn ở đâu chứ không mà dám ra mặt, ra mặt anh đánh chết mẹ nó ngay. Hôm nay anh dám khẳng định anh chừa cái mặt anh ra này, cứ thằng ba que Hải Phòng là anh thề với em đánh ấy. Chứ còn nếu mà nó ở quê vùng quê nhá thì anh không nói, anh ở phố Chứ ở ngoài nó đó thật thì em thấy có tên Hùng Điêu thật Linh. với em, là anh làm gì có thời gian là anh đi về quê quê kệ bà không nói chứ. Anh thề mẹ em nhé, cứ thằng nào ba que ở thành phố thì anh đánh chết cụ nó. Mà khẳng định với em, anh thực ra mà nói chỉ có đơn giản là anh, nếu mà nói như này, anh không phải là người yêu nước mà anh chỉ thấy nó tự nói sai có thì mình bực không? Em nhớ Đúng rồi anh, có nói cái gì đúng đâu. Em nói anh á, cái gì nó cũng vậy. em cứ nghĩ mà xem, anh nói thật riêng Hải Phòng anh nhá, riêng tính anh nhá, Hải Phòng không lòng vòng, mẹ em cái bọn đấy nó vớ vẩn anh đập chết cụ nó ngay, nhưng mà nó lại không có, thế mẹ em bảo làm nào chứ anh không biết ở trong vùng sâu vùng xa thì mẹ mấy cái thằng ấy vào đầu nó cứ thế lọ kia, chứ còn nếu phải anh để anh chết ngay, đánh chết 1 phút 30 rồi đánh chết ngay. Mẹ mấy cái thằng vơ vẩn, anh ấy thật mẹ em nhé, bản lĩnh phải là cụ giáp, bản lĩnh phải là những cái cụ kia, chứ còn thì mẹ anh em mình chỉ như anh ấy chỉ giang hồ tí tí thôi, nhưng mà thì mẹ cũng dám giết người.
Mấy cái thằng vơ vẩn anh nói thật, mẹ mày ra toàn dân chủ, toàn thằng vét đĩa khố rách áo ôm. Hôm nay đâu thử xem thằng nào đó, thằng Hùng Đân mới này, thằng Hùng Phạm mới này, mẹ mày thằng gì, thằng Hùng Lân à, mày lên Hùng đây Lân. hôm nay. Ừ, thằng Hùng Lân đấy, mấy thằng Hùng Phạm mày lên đây để anh nói chuyện với nó. Mẹ em cái loại vét đĩa khố rách áo ôm, anh nói thật Bình Dương này tính anh rất lóng. Thực ra nói chỉ nghe ấy, tức là chúng nó làm những cái điều sai trái mình bực em chưa, Đúng chứ anh anh, khẳng định thì bản anh thân không em phải. Bây giờ anh chưa biết là anh này khái niệm là yêu nước là thế nào, nhưng anh chỉ biết là mẹ mày nói sai về đất nước của bố mày thì bố mày không thể chịu được. Em hiểu không? Dân Hải Phòng bọn anh nghe thật nhé. Mà anh thề với em ơi, anh hôm nay đọc luôn diễn đàn này. Bố mày 240 cầu tre nạp viên Ngô Quyền Hải Phòng. Thằng nào thích đến chiều hết. Đấy, đọc luôn trên diễn đàn đấy, xem thằng nào đi mẹ cứ dọa vơ dọa vẩn mấy cái thằng chó chết. Em Hải Phòng em ở chỗ nào? Hoàng Yến. Em phải chưa? Chứ bọn anh nó không 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 rộng như kia. Hải Phòng nó được cái như này này. Bình Dương anh nói thật với em này, anh rất quý bọn em, nhưng công nhận bọn em là hết ý. Hải Phòng bọn anh nó không có bao que để đập. Nó cứ bảo cứ lên diễn đàn để đập, nhưng nếu có thế không có, bây giờ anh nói thật với em đập thế nào. Chứ còn cứ mỗi một lúc mà đi, tức là đi đi từ di chuyển từ thành phố lọ sang thành phố kia đâu phải chuyện đơn giản em, nó phải có cả một quá trình. Thì mẹ không có que nhá, khẳng định nha, mẹ Hải Phòng anh chờ hết. Anh cân hết hả? Nhớ. Hả, Anh nếu mà ở Hải Phòng là anh cân hết. cân hết luôn, khẳng định nó cân hết luôn, riêng một bao que cân hết luôn. Chứ còn riêng anh em nhé thì phải nói chuyện lại em chứ, bởi vì cái gì nó động chạm anh ấy thật. Em hôm nay trường mặt ra nó thật, anh cứ sợ đéo đâu, anh khẳng định với em luôn. Một cái ông anh ở gần xóm nhà anh ấy, từ bên anh ấy bảo rồi, hôm nọ anh nói chuyện Phùng lên rồi, bữa đấy cứ hỏi ra mà có hỏi là biết anh em nhà anh. Còn tất nhiên tên trên đây thì anh chỉ lấy tên kiểu gì em Nghĩa là tên thì nhá. Anh thật Bình Dương nhá, bọn anh anh nhá là chơi, sòng phẳng, chơi là chơi rất chi đấy. Mẹ đéo như cái bọn bọn ba que nó cứ vòng va vòng vèo kiểu như đít mẹ đáy vòng vèo ấy. Bọn thật bọn 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 vật mẹ mấy cái thằng cờ sự bạc. là nói cho anh Awi nghe nè, hôm nay á nghe cái clip mà của ông Đào Minh Quân nè, rồi ông trả lời họp báo nó thật sự hiểu hiểu luôn rồi nha. Là một cái, thứ hai nữa sẵn ở đây nè em cho cái anh Em ơi, em cứ anh hiểu đơn giản này, mẹ mày mấy cái thằng vớ vẩn, cái thằng Vũ Hoàng Lân nhá, mà từ đầu tiên anh quý nhưng mà hóa ra cuối cùng anh ghét. cái này là buổi họp báo của ông cuộc họp báo của Đào Minh Quân rạng sáng ngày hôm nay ở bên Mỹ. Sáng nay em Nhưng mà đông dễ sợ không? Một cái chính phủ họp báo mà đếm chắc vỏn vẹn không biết được 30 người không nữa. Trời ơi. em ơi, nó vỗ tay mà Anh anh thấy nghĩ là gì, một cái mày sự chuột thì tốn chết hưởng không? bố lão ô tuyết mày. Em ơi, bọn đấy nó không làm được cái gì, anh thừa biết rồi. Thực ra nó chỉ có mỗi này này, anh thừa biết là chúng nó không làm được, mà nó nói nó thành nó lúc nó ảnh hưởng, đến quốc gia, đến đất nước của mình thì mình tức ấy. Chứ còn cái loại như cái thằng Đào Minh Quân anh thật với em, nó làm được cái gì, nó từ năm 90 anh thề với em rồi, lẻ là phải lẻ những cụ cộng sản nhà mình, vận dụng tất cả những cái gì tinh hoa tinh túy của đất nước để mà vận dụng vào, chứ không phải như cái bọn địt mẹ vét đĩa đấy anh thật. Kể cả từ cái loại kia chúng nó nhá, không nói thật sách dép không xong, mấy cái thằng Đào Minh Nên Quân. sẵn ở Mà đây anh thì nói em nhá, cũng ngay cả cái thằng em góp em ngắt lại anh chút để em góp ý anh Awi cái anh về anh góp ý lại với ông Đào Minh Quân nha. Một đẳng đường đường là một người đứng đầu của một tổ chức mà thứ nhất là hèn,
không dám trả lời vào cái câu hỏi của ông Vũ Hằng Lân. Và thứ nhất mà cứ dòng vo để quảng cáo, trong khi cái câu hỏi người ta cần trả lời dứt khoát. Đấy không? Nên anh góp ý lại với ổng đi. Bây giờ làm chính trị 30 năm nay rồi, lập ra từ ngày 20 mấy tháng 1 năm 2000, năm 1990 hay gì đó. Ở 99 chín mấy. Mà bây giờ là 30 năm rồi, 30 năm nó thật sự xin lỗi như hỏi anh kêu làm được cộng sản, có rụng được cộng lông chân nào không? Đúng không? Mà bây giờ ngồi nói chuyện kiểu vậy thì ổng lừa người dân bên đó thôi, chứ ông không lừa được cái người dân ở Việt Nam đâu anh Kiều ơi. Trời ơi, hôm nay nó thực sự là thất vọng về ổng luôn. Đúng rồi. Vậy Cho không anh không hỏi chắc tại sao cái là thằng anh đã AQ ấy, cái thằng AQ anh không biết là thằng nào, không biết là địt mẹ mà lớn tuổi ít tuổi. Hôm nay anh nói thật, anh chắc nhỏ tuổi AQ hơn mỗi điều anh. này, mày cứ hỏi lòng vòng cái nọ kia để làm cái gì, cuối cùng anh chỉ hỏi mỗi một câu thôi. Thì mục đích mày đứng ở trên phương diện là người của nước nào để mà hỏi đi mẹ về về bọn anh, thứ nhất, thứ hai là mày đóng góp gì cho Việt Nam, mày có muốn Việt Nam phát triển không, ngắn gọn thôi. Mày trả lời thằng AQ ấy, mày trả lời đi, mày có muốn thì mẹ mày đất nước Việt Nam phát triển không, mẹ mày toàn chống phá thôi. Cao thì mày chơi ngỏng, thấp mày chơi chơi lùn, thì mẹ mày tham nhũng, mày đang bắt tham nhũng rồi mày mày bảo là thanh trừng nội bộ, thì mẹ mấy cái thằng này. AQ, tao hỏi mày bây giờ mục đích của mày, mày là đứng trên phương diện của người nào để mày, thì mẹ mày cứ chõ mõm vào đây, mày đứng trên phương diện của người nước ngoài hay là người Việt Nam? Ok, Lam Việt Thì liên liên ngồi AQ qua bên Duy chơi. Mẹ mày thằng mất dạy. Mày nhá, thật mày. Mày là thằng mất dạy dã man luôn, mày chả hiểu cái đúng gì cả. rồi Anh em tao không mong gì là anh thiên vị cộng rồi sản mà hay gì cả. Nhưng anh em tao chỉ muốn rằng thì mẹ mày suy nghĩ nó phải đúng. Mày chỉ cần tức là vạch ra tất cả những cái gì sai của Việt Nam, ok anh em tao ok ngay. Và anh em chúng tao cũng đồng lòng lên án với mày. Mẹ mày toàn vạch những cái kiểu kiểu thì mày không có tính chất kiểu như xây dựng cả, toàn phá. Cái thằng AQ này nhưng mà nó phá ít, hôm nay không có thằng Hùng Lân đấy không á, Hùng Lân thì chắc không dám vào trong diễn đàn của em đâu, với phần em cũng lóc luôn rồi, tại nói chuyện ngu như cái thằng đó thì em đâu có để làm gì anh, tại trên vì nó đời này. Anh thề Bình Dương nhá, chưa bao giờ anh gặp một thằng nào nó ngu đến mức độ như cái thằng 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 Hùng Lân đấy. Hùng Cái cô Hiếu Ngọc em ạ, nhẹ nhàng quá cơ, nói chuyện mà anh tưởng cũng Hùng Lân cũng hiểu một phần, thế mà cuối cùng nó quay ra nó vẫn cứ như nó vẫn thế. Mẹ bố cái bọn lúc là bọn bà què này đéo hiểu cái gì cả. không phải đâu, Còn anh thực biết tại ra nó sao trên diễn đàn Hùng này anh em mình chỉ là tức là cái nói chuyện thôi, chứ còn thừa biết chúng nó nhé, thì mẹ không bao giờ động được vào cộng lông chân của cộng sản. Mẹ cái loại chúng mày loại bất tài, vũ khí tối tân hiện đại chúng mày biến thành sắt vụn. anh Mẹ thấy vũ Hùng khí Lân của Mỹ ở Mỹ là 16 năm rồi, thi lấy cái quốc mẹ. tịch thi mãi không lấy được thì anh hiểu là trình độ nó đến đâu rồi. Cái thứ hai nữa, mom em đi ở đây, em ghét nó là cái gì anh biết không, tại sao em gọi nó, em gọi là tại sao em gọi nó bằng thằng. Thứ nhất cái kiến thức thì nó không có, đi la liếm ở diễn đàn của những người khác để tập hợp kiến thức lại, em nói anh á, cái gì cũng vậy, ngoài cái kiến thức mình học hỏi ra phải có tư duy trong đầu nữa anh, chứ đâu phải là mình Đấy, biết. cái quan trọng đấy là cái quan trọng nhất em ạ. Thực ra Dạ nói hôm nay đúng tâm sự thật nhá, anh nói thật với Bình Dương đúng câu đầu tiên. Là anh nói đầu tiên anh nghe ấy, thì mẹ cái bọn phản động nó nói anh cứ tưởng thật, anh bảo ui mẹ à, mày cái thằng Việt Nam mày kinh thế. Cũng anh ngắm kỹ một á, mẹ hóa ra bọn này phản động. Thế cho nó rất nguy hiểm là những người dân nếu đầu tiên nhá, mà anh là người tuy tư duy rất tốt mà anh còn bị mẹ mày vào guồng của nó. Tức là mất khoảng tầm 1 2 tháng ấy, anh bảo chết rồi, thì mẹ mày thằng Việt Nam mày chết 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 không được. Cuối cùng anh ngắm ra hóa ra thì mẹ mày chúng nó kiểu tuyên truyền bố láo bố tuét, thì mẹ cái bọn này nó là cái giọng của chúng nó kinh thật. Những người nào nhá, nếu người nào mà mới ra anh thật mẹ em chết dở với chúng nó. Thật Đấy, sự thế cho ông có nó kêu gọi biểu tình các thứ, mẹ toàn những người không hiểu gì. Anh thề mẹ em nhá, cái gì cái tất nhiên đầu tiên anh tin tưởng. Đầu tiên là anh nghĩ chúng nó ui nói rất thật, mẹ ui nó thằng nào nó có tấm lòng về Việt Nam mày sướng thế. Mẹ em cuối cùng là thành ra là mấy cái thằng cái đang tức ở với nhau ở bên Cali ấy.
190 hội đoàn nó biểu tình với nhau mà anh quá em sao này. Thế anh buồn cười, thế mà là anh ngắm lại. Em có biết không, anh nhá, anh xem trên YouTube đấy, anh xem tức là mất 3 tháng. Anh xem anh cứ ngẫm. Cứ quyết định là cuối cùng là cái gì? Em cứ hiểu đơn giản là tức không thể chịu được, anh buộc phải lên đây và anh buộc phải phải comment vào đây chứ. Anh thực ra anh có biết công nghệ là cái gì đâu. Mẹ em tức thật. Mấy cái thằng ba que, cái thằng Hùng Lân, anh thật với em nhé, nó thì bây giờ anh nói thật với em nhé, kể cả bây giờ anh có gặp nó anh không bao giờ sợ, bởi vì cái gì đúng thì thôi. Mẹ Dạ mẹ đúng rồi, đang biết mẹ đất đúng đang rồi. phát triển thôi, tự dưng nó cứ hỏi, nó hỏi cái gì không? Nó hỏi cái mẫu thân thì để giải quyết được cái gì. Bây giờ Việt Nam nó đang đang tiến lên như thế, đang mạnh mẽ như thế, bây giờ cứ hỏi lòng vòng. Xong rồi nó quay thì mẹ, cái bọn đấy đúng là bọn cù quay. Nhưng Em mà nói em đúc á, kết lại Hùng thì anh Lân. ngẫm lại một điều này, Bình Dương ạ, ngẫm lại một điều này, Dạ. cuối cùng là cũng không sao, cũng chả trách ở chúng nó em ạ. Bởi vì như này anh ngẫm rồi em ạ, anh nằm anh nghĩ thì mẹ, anh thề với em nhé, anh nằm anh nghĩ đúng 5 tháng rồi anh bảo ba que là cái gì, Việt Nam Cộng Hòa là cái gì, cuối cùng anh đúc kết được một điều thì nó là một con chó mà do Mỹ này tạo ra thôi, trung thành này, dữ dằn này, khát máu này, thì nó lai tạo ra, mục đích của nó lai tạo ra là như thế. Anh nói em nghe mà đúng là cứ Mỹ bảo 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 làm thì làm, bảo bò thì bò, bảo đánh hơi thì đánh hơi, thì chứ nó làm được cái đéo. Thì Anh rõ thật ràng với em này, cho tiền nhiều thì đánh nhiều, cho tiền ít đến ít, không cho tiền thì nghỉ đánh. vùng 1, vùng 2, vùng 3 đúng không? Như ông Thiệu ông nói. Thế bây giờ hôm nay anh nói này này, ông Bảo Đại nói này, chấm thà làm một người tức là dân tự do còn hơn là một vua của một nước nô lệ. Tức nô Thế lệ. là đấy, đấy là đấy ông Bảo Đại. Em hiểu chưa? Thế Dạ. và cuối cùng là người ta đúc kết lại một câu này này. Chính trị mà không có quân đội đúng không, còn là chính trị què, quân đội mà không có chính trị thì là quân đội mù. Anh hỏi em bây giờ cái thằng Diệm, tức là nó có quân đội thế nhưng mà theo lãnh đạo của ông Mỹ đúng không, chính Chuẩn. trị là của ông Mỹ, thế có phải nó là quân đội mù không, nó làm được cái gì đúng không? Đúng anh. Chính trị mà không có quân đội thì này là chính trị què. Thế do là tại sao, tức là cái đất nước Việt Nam nó hay ở cái này, này. Độc lập, tự do, tự chủ, không có sợ gì cả. Anh bây giờ anh chỉ cần nói thằng Hàn Quốc ấy, thằng Mỹ nó gần rút về phát nhé thì mẹ sợ bỏ bố. Trước khi chưa nói Rút chuyện gì rút ấy, về về. Triều Tiên, anh nói thật nhé, thằng Mỹ nó khỏi Hàn Quốc phát nhé thì thằng Hàn Quốc luôn luôn chỉ sợ rằng Triều Tiên đập đập bỏ mẹ luôn. Em có Đúng tin rồi, điều đấy không? Bởi ngay vì đầu đúng rồi. anh ấy thật mềm nhé, sợ nhé, sợ vãi đái nhé. Cuối cùng là gì, hôm nay anh nói chuyện với thằng Hàn Quốc là như này này, cái ông gì mà không biết thủ tướng hay là hay là tổng thống gì của Hàn Quốc ấy, là ông ấy xuất thân từ cái lúc ông bé, ông ấy trốn, ông chạy trốn từ bên ở bên Triều Tiên sang, em hiểu chưa? Thực ra là lúc cũng nghèo đói quá, cũng như là anh em mình, đất nước mình những cái năm coi như là bảy mấy 80 đấy là vượt biên, thực ra nó mục đích về cuộc sống, mục đích về muốn đi để giúp đỡ gia đình thôi, chứ còn mục đích chính trị làm gì có. Đúng làm gì Sang có cái anh, người mà với biết biết hôm mục đích chính cái trị không câu này là có em các nói bạn, thì mẹ hôm bữa chúng em nó có cứ lên nói nhà phét. ông Thái rồi, nên nó nói cái câu là tôi đi tìm tự do. Em mới nói nè, anh đừng bao giờ nói câu nói này. Thời đó anh biết tự do là cái gì, thà là anh nói anh đi tìm cuộc sống mới, ok tôi chấp nhận câu nói này. Đúng không? Còn bây thời đó ông đi ra biển mà ông đi tìm tự do gì ngoài đó. Không, đừng có mực. Em nói em, bữa hôm em có lên trên diễn đàn Tân Thái em nói thẳng mặt. Đó. Nên ở trong em nói anh à, họ cứ nghĩ rằng cái người dân trong nước của mình vẫn còn khổ cực, rồi vẫn còn gọi là không biết một cái gì cả, giống như họ từng mấy chục năm về trước, nên họ cứ nghĩ là họ xem thường. Nhưng mà từ khi bắt đầu họ lên đây họ nói chuyện rồi, họ gặp người dân trong nước phản biện lại thì họ không biết đường nào họ trả lời, thì cuối cùng họ chỉ cãi cùng là một cái. Thứ hai nữa, đem Bác Hồ ra chửi để xúc phạm cái lòng tự tôn của mình để mà mình chửi lại họ. Đó đó là những gì qua một cái thời gian em nhận định ra rồi, chứ thật sự họ chả có một cái gì gọi là lý tưởng cả.
Em nói anh, cái điều đầu tiên họ nói là họ ghét cộng sản, nhưng họ đều học cách làm của cộng sản hết, là gì? Cộng sản người ta nhờ người dân để giải phóng dân tộc, đúng không anh? Dựa vào cái sức của dân. Nhưng mà trong khi đó cái người dân người ta ủng hộ cái người cộng sản, còn cái tụi nó dựa vào dân nhưng mà nó bị người dân ghét. Anh thấy điển hình là như tụi Benny Trương Tân Thái, anh thấy nó kêu gào không? Ngày 4 tháng 9 vừa rồi, tất cả mọi người thế này thế kia, cuối cùng anh thấy sao? Thực sự người dân trong nước gì, có những cái nơi nó gửi tiền gì cho người ta sẽ lấy tiền người ta ăn, nhưng người ta không xuống. Có một số nữa nó cố tình nó xuống nhưng nó cũng đâu dám lú cái mặt nó ra, nó cũng thừa hiểu là nếu nó lú ra thì cái chuyện gì nó xảy ra đến với nó. Là điển hình anh cũng thấy trên mặt báo họ cũng có nói rồi, một số dân chủ cụi bị bắt rồi, bị khởi tố rồi đó. Nên anh thấy là đó, nên ở đây cái gì vậy, Mà phải nói mình thẳng luôn làm á, ví dụ qua sự việc này, qua sự việc nó biểu tình tức là mùng 10, 11 tháng 6 và đến cái ngày mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6 là chúng nó hô hào, mới biết rằng là Cộng sản Việt Nam nhé quá cao. Chúng nó nhá, anh nói thật với em, điên. chúng nó là tầm đế dép còn không xứng đáng. Mẹ mấy cái thằng vớ vẩn, anh nói thật với em nhá. Nói như này nó còn kích động này này. Nó là Cộng sản hèn với giặc ác với dân. Trung Quốc nó hút rêu không dám bắn, mẹ thằng Trung Quốc còn không dám bắn, bây giờ bảo mình bắn kiểu gì em. Mình một nước nhỏ em chứ, mà đứng cạnh một nước lớn, em cứ hiểu đơn giản này này, nó là một nước chứ nó không, cơ bản nó tức là nó không phải là một cái nhà. Cũng như bây giờ nếu mà anh mà ở cạnh một cái nhà, cái thằng ấy mà nó chèn ép anh mà anh cảm thấy không làm gì được nó, anh có thể bán nhà anh mua chỗ khác. Nhưng đây là một nước mình thì mình mẹ chúng nó ngu thế, nó chúa đơn giản rằng là chỉ mong mỗi bắn một phát súng thôi. Mà mình bây giờ cũng đang mong rằng Trung Quốc mày cứ bắn một phát súng ấy, mẹ tao còn có kiểu của tao, thằng Trung Quốc còn không dám bắn, thế nó xúi mình làm sao, nó xúi mình vào chỗ chết. Đấy là mẹ cái nguy hiểm của bọn bao que vơ va vẩn, xong nó kêu gào, nhiều người bảo ác với hèn với giặc ác với dân. Thì bây giờ phải nói này anh nói em nghe, Pháp nó vào mình thừa biết, tức là rất nhiều người biết 1858 là nó vào đấy, trong đó nó vào cùng với Bồ Đào Nha, trải qua biến cố nhiều thứ. Cái ông Ngô Đình Khả, anh nói em nghe, ông ác cái này mà mọi người nhiều cái cũng hiểu. Ông Ngô Đình Khả đấy, ông còn tức là ông còn cùng với một vài người nữa, tức là đi 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 đến quê quê và đến chỗ ở của cụ Phan Đình Phùng nhà mình, đó là một người chí sĩ yêu nước. Thế thì chẳng may khi đến quê thì cụ chết rồi, thì cái lăng mộ cụ còn đấy mà nó sẵn sàng, Ngô Đình Khả em nhé, với một vài người nữa Dạ rồi sẵn sàng đào mộ lên, đốt em. cái xác ấy, đốt cái xác Đúng. em ạ, đốt cái xác thành tro, nhồi vào thuốc súng thần công ấy bắn. Thế em bảo thì cái đấy nó còn ác ấy, cái đấy nó còn cái gì để tả nữa. Anh nói là khi người ta chết rồi mà mặc dù nhá, còn đầy những cái việc tày đình anh không cần nói ra. Cái nhất, cái thứ hai đến đời con là thằng Ngô Đình Diệm, Cô em có đình diện. biết rằng nó cùng với một người quan tri huyện nữa tên là Trần Nực, nên đi bắt những người tức là bất đồng chính kiến với bọn Pháp em phải chưa, là khi nó bắt về nó trói vào ghế, nó cái ghế đấy, cái ghế đẩu như của anh em mình, cái ghế đẩu em hiểu chưa, nó khoét lỗ ở dưới, đốt đèn dầu vào lỗ đít đấy. Thế và nhá, bây giờ lại nói về cái giáo hội La Mã, là cái thời đấy nhá, anh đang nói cái thời đấy, tức là nó tức là nó gọi kêu gọi giáo dân nó đi bắt những người mà bất đồng chính kiến với bọn Pháp. Anh nói em nghe, biết em có biết không, bắt những người nào không cần biết mày có phải là thế nọ thế kia, không biết mày là người dân hay không, chỉ biết là thằng này nghi nghi em không, mổ bụng moi gan nhá, nó lấy mật và lấy gan rượu nó uống, tức là cười cà khà với nhau, thì mẹ nó ác ôn đến mức độ thế. Đấy là đấy là anh nói em nghe, đấy là cái thời đấy, anh chỉ có nói nó ác đến mức độ thế. Thế sang cái thời cuối cùng anh nói em nghe, cái thời 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 Ngô Đình Diệm ấy bắt đầu lại đưa sang cái vụ cái luật 159, mà nó là cái máy chém, Máy cái máy chém chém đấy em ạ, máy chém em lên biết, máy chém của Pháp. nè. Mà hôm nay nhá, anh thật với Bình Dương là trên diễn đàn này, thực ra là từ lâu anh không dám nói, là ông anh cùng với lại ông Nguyễn Thái Học là đều bị chém 13 cái đầu ở Yên Bái, là trong có ông anh tên là Hoàng Ngọc Cửu, bia vẫn còn.
thì cái lúc bây giờ thì ông anh thì lại không phải là cái người mà học cao, chỉ là một người nông dân đi theo thôi, em hiểu chưa? Nha. Thì ông khai ra là Nguyễn Ngọc Cửu, quê anh Hưng Yên mà, quê anh Hải Phòng nhưng quê anh Hưng Yên. Thế em có biết ông về đấy nhá, mà linh thiêng cực kỳ em ạ. Tức là cái bia thì bị khắc, tức là khắc là Nguyễn Ngọc Cửu, xong đầu là à, không phải, tức là ông tôi tên này, thế mà người ta đục lại em ạ. Đục lại thì ông anh thì là có điều kiện, mà ông anh ruột anh đấy. Rồi thì à, mày đập cái bia đi, sau đầu là kiểu như kể ta bỏ 30 triệu để làm lại. Thì về sau tức là làng xã ấy, người ta mới bảo thôi đừng 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 làm thế. Thì vô tính là về mà nửa tháng thì cái bọn tập võ nó không biết tập, hay là nó xông phi thì vỡ cái bia ra. Thế là bắt đầu xã nó đền mỗi thằng 10 triệu, 16 thằng. Thì là bắt đầu ghi lại đúng là Hoàng Ngọc Cửu. Ông anh là đội của ông Hoàng, ông Nguyễn Thái Học. Thế bây giờ là phải nói là cụ Nguyễn Thái Học này rất yêu nước, mà cái thời của cụ là trong sáng. Chứ còn cái Việt Nam Quốc dân Đảng là cũ mà. Về sau cái bọn nhố nhăng bắt đầu là khi cụ chết rồi bắt đầu nó nhố nhăng, bắt đầu nó mới vừa tham nhũng vừa lọ kia, mới tạo thành, thì nó mới tạo thành là Việt, Việt Quốc, Việt Cách. Nó mới sang Trung Quốc cái thời Tưởng Giới Thạch sang đây bắt đầu định làm lũng loạn ấy. Thì mẹ cái bọn đấy nó đều có ý ý đồ cả. Ông anh là trong một trong 13 cái đầu bị chém đầu là ở đấy, ở công viên Yên Hòa Yên Bái, công viên Yên Hòa Yên Bái, anh lên tận nơi. Ông nội anh đấy. Đó. Ông nội anh đấy chứ không phải không đâu. Mẹ anh nói thật với em như căm thù chúng nó 1.000 lần, mà mặc dù cái lúc bây giờ nó chưa chưa có bọn Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa lại càng tức nữa. Nó xuyên tạc nó đủ các thứ, nó còn nguy hiểm hơn các ông ấy. Các ông bất đồng chính kiến, các ông ấy tìm cách nọ kia. Nhưng mà cái thời Việt Nam Quốc dân Đảng của ông Nguyễn Thái Học nhá, nó thật ra nó cực kỳ trong sáng, không có gì. Ông là người giàu, ông ấy là người của phủ Vĩnh Tường. Em hiểu chưa? Ông là học đại học gì của trên Hà Nội. Ông ấy là ông Trần Nghiệp, là tức là ông ký con em nhá. Rồi là anh quên rồi, anh có thể đọc được 13 bố, 13 cụ đọc. Anh có thể đọc ra nhưng mà lâu lắm rồi. Anh lên trên đấy anh thăm. Anh nhớ ghê Tức thật, là anh nhớ ghê. anh cụ cụ Nghiệp ấy là ông ký con. Ông ký con. Chứ còn cái thời cụ mấy cụ đó, tức là ở trên đấy là thực ra là thờ 16 cụ, thì trong đó là có 16 hay 17 cụ, trong đó có 4 cụ là bị chém đầu trước. Còn ông anh là bị chém đầu vào ngày 17 tháng 6 năm 1930, tức ngày 23 tháng 5 âm lịch của năm 1930. Chứ bây giờ mấy cái thằng mà nó mà kiểu như nó là cái ở trong cái hội Việt Nam Quốc dân Đảng, nó tưởng nó nói rõ, anh biết còn nhiều hơn chúng nó. Ông anh phải tìm hiểu chứ, em hiểu chưa? 13 cái đầu anh ấy thật, em mở ra phát người ta biết là ui giời chết rồi. Người này sao giống người nhà anh thế, anh phải biết chứ. Lúc bây giờ ông anh chỉ có 21 thôi. Ông anh sinh năm 1904 hoặc 03 hoặc 02 hoặc 05, tức là kém kém hoặc bằng cụ Nguyễn Thái Học 1-2 tuổi đấy. Mà nhá, anh về quê anh nhá, vẫn còn cái hầm mà các cụ hoạt động ở đấy, trân trọng lắm. Về sau bắt đầu cái bọn Việt Nam Quốc dân Đảng, tức là cái thế hệ sau đấy mình chưa, bắt đầu nó tham nhũng nó kia, nó kiểu nó tựa hồ như là những cái thằng bây giờ, tức là em cứ hiểu đơn giản này, bây giờ cho ăn, bây giờ nhiều thằng không trong sáng nó toàn lợi dụng đấy, bị thế. Anh em mình Trong là trong người trong xem. sáng, quan điểm của anh là có gì đơn giản, không có gì cả, nghe thấy nó nói sai mình phải phản biện, không hội nhóm không hội đoàn gì cả. Mà anh cả ngày chỉ có là trong 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 nhà mới đi ra ngoài đường tí mua bao thuốc lá hút thôi, chứ có gặp gỡ ai đâu, có không nói gì cả. Nhưng mà nghe thì nó phải bực, nó nói sai về đất nước mình thì mình phải tức, em nói sai về về Bác Hồ thì mình phải tức, mình phải biện. Anh nói em nghe, bây giờ nó cứ ví cái thằng Diệm với Bác Hồ, nó ví làm sao được, không Làm khác sao gì. ví Anh nói được? em nghe, gà dù tức là mày ví với công mày ví làm sao được, em hiểu chưa? Tấm lòng Bác trong sáng. Thế ông bắt đầu thiếu tá Hồ Quang, kể cả có là Hồ gì chăng nữa thì bây giờ phải nói thẳng,
khi bác xét bác có mang cái gì đâu, bác chả có lợi dụng cái gì cả. Thế thì bây giờ kể cả là không phải thiếu tá Hồ Quang, kể cả một cái ông người Mỹ đâu mà giúp Việt Nam như thế là ok, tôi thờ ông luôn. Mẹ mấy cái thằng nó nhố nhố nhăng nhăng rồi, từ thằng Đào Minh Quân nó phát ngôn ra rồi cuối vào đâu có thằng AQ đâu rồi, mẹ cái thằng Hùng Lân ấy, mẹ bố láo bố tuét rồi, thằng Hùng Phạm nữa, mấy cái đầu đất thật. Bây giờ phải nói thẳng của nó này, tôi không cần biết nó là như nào cả. Anh là trên phương diện của người nước nào, anh có thiện chí về Việt Nam không, anh có tức là anh góp ý có tính chất xây dựng không. Ok, anh em mình muốn nói là này, một đất nước nó phải có sự tồn tại của nó phải có cái đúng cái sai của nó. Thế thì cái đúng cái tốt ok nên phát huy, cái sai Nên anh em mình khắc phục, nó không phải một dạ sớm một chiều đây, nó không phải một sớm một chiều. Cũng như em lắn mà thằng con em không phải đâu đâu, em lắn được ngay, mình chẳng hay may lắm. mình buông lỏng nó. Chẳng may mình buông lỏng nó vì lúc bây giờ mình không hiểu, mình tưởng thế này tưởng thế nọ, cuối cùng là con mình nó hỏng. Bây giờ mình phải lắn từ từ, ép nó Dạ vào khuôn hay ép sao được. Mẹ đâu mấy đâu cái phải. thằng nghe nó cứ bảo anh em nghe, bây giờ nó cứ bắt mình phải áp dụng cái lọ kia, nó cứ bắt mình phải áp dụng cái chế độ của Mỹ. Chứ rằng Mỹ bây giờ nếu mà bây giờ mình mà đầu gấu, mình bắt thằng thằng Mỹ nó phải áp dụng mẹ cái chế độ của mình đi. Mẹ mấy cái thằng cái nhố nhố nhăng nhăng. Anh hỏi em chỉ đơn giản đây, bây giờ anh em mình sống từ thời bao cấp cho đến mà từ cái thời mà tôi khi Việt đất nước Việt Nam tức là giải phóng được miền Nam thì còn phải tồn tại bao nhiêu thứ. Một 14 triệu tấn bom và đạn rải xuống tức là tất cả nước Việt Nam, 77 triệu lít chất độc dioxin nó rải từ miền Trung vào trong miền Nam. Anh hỏi em đấy là nhé, bắt đầu nó cấm vận nữa. Anh nói thật với em nhé, nếu mà so sánh nhé, mà để mà nó mở ra bắt đầu từ năm 95 thì phải đến 2000 bắt đầu mình khởi động từ năm 95 đến 2000 thì nhá, thằng Hàn Quốc chưa chắc, nếu thằng Hàn Quốc mà rơi vào hoàn cảnh mình nhá, chưa chắc đã không làm được như mình cơ. Chỉ có mười em mấy năm nay anh thật, em cái chỉ đời nói sống một cái, nâng lên rõ ràng mình thấy rõ. em chỉ nhắc lại chút xíu vậy. Anh thấy năm 85 đúng không, thì vấn đề mà đất đai đầu gọi là thời đó em gọi cái từ sao đây cho đúng, thì đến năm 89 anh thấy là có xuất khẩu gạo. Thì em nói cái thời đó anh chỉ trong vòng 3 năm, trong khi một đang đói kém nữa mà nghe nói tới xuất khẩu gạo thì đó một cái điều gọi là không tưởng, nhưng đó là sự thật đó anh thấy. Mà trong khi đó là mình người dân Việt Nam mình thời đó là gọi là thắt lưng buộc bụng, tự sản tự tiêu đó. Thời đó anh biết rất ư là khó khăn, bản thân em thời đó là em biết rồi nè, đi mua dầu dầu hỏa đó phải cầm cái phiếu đi mua, phải xếp hàng đó, mà một tuần như vậy á, là mua chỉ được có 3 ngày mà thôi nè. Mà quê em nói anh thời đó là ở ở em là gốc em là Bến Tre đó, mà anh biết là khổ cực kỳ đó. Chứ còn em nói anh những cái thành phần này nè như Thủy Tiên Nguyễn gì nè, những thành phần này nó là chỗ che, nó đâu biết gì đâu anh. Nên đâm ra bây giờ qua bên kia được tụi Mỹ nó cho ăn ở chế độ đó, nhưng mà ăn tiền đó là tiền của người ta chứ không phải tiền của mình, hiểu không? Thủy Nguyễn, Thủy Tiên Nguyễn. Còn bây giờ mình phải cài lại, mình đóng, mình trả tiền lại cho người ta, chứ đừng có nghĩ là có sẵn cho mình ăn đâu, hiểu chưa? Ha. Bây giờ thời Mà anh cái nói thật nhá, công nghệ. nói anh nói thật đấy Bình Dương một điều này, nếu mà nói về tự do dân chủ và sống để mà sướng ấy, thì chắc chắn chỉ có mỗi Việt Nam. Anh thật, tức là nói anh Đôi nói khi người vậy Việt nhé. nhé, người Việt bốn phương, anh muốn sống ở nước nào anh không cần biết, nhưng chỉ có Việt Nam. Anh thề với em nhé, cứ lúc làm thì làm, lúc không làm được ấy, anh ra uống nước chè hay là uống bia ngoài 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 quán ấy, vợ anh gọi về còn bị mắng đó. Mẹ đéo như cái bọn ở bên nước Mỹ ấy. Anh nói thật với em nhé, hai vợ chồng, nhưng mà thằng chồng mà thì mẹ đuổi việc nhá, 6 tháng mà không bỏ nhau anh cứ béo con kiến, đéo ai nuôi ai cả, nó sống nó không có tình nghĩa em ấy chứ. Lúc làm được đúng không, là không như người Việt Nam, thôi chồng mình không làm được thì mình phải thế nọ kia. Chào anh Tuấn Chúng Tình. nó thế, nó này mẹ mẹ nó sống theo cái kiểu tức là nước ngoài nhưng mà lửa vời hẳn, nó hẳn nó tức là nó văn minh hẳn đi em chứ. Thì bình thường Dạ. nó văn
À đây, thằng Hùng Phạm đây, đây là thằng con tao thì mẹ mày hôm hôm lọ diễn đàn anh Bằng ấy, Hùng Phạm. À bố Hùng Phạm, không phải Hùng Phạm. Không, bố Hùng Phạm này anh là anh này là anh Tuấn Vũ anh. Bố Hùng Phạm là người nhà, người Nhà. nhà. Địt mẹ chỉ có thằng Hùng Phạm mày, anh ấy, thật đấy Bình Dương là anh đẻ được hai thằng, một thằng cái gì, một thằng Hùng Phạm và một thằng cái gì Phạm, anh hôm nói anh nói anh quên rồi. Mẹ mày có thằng Hùng Phạm À. nó ngu nhất trên đời này. Cơm nấu nó không ăn mẹ toàn nó cứt. Nó đi cắn sằng đấy mà, thành ra hôm hôm diễn đàn anh Bằng anh chỉ xin lên đúng một phút thôi để xin mọi người thông cảm, vì hai thằng ấy là con mình đẻ ra, mẹ khổ lắm không dạy được chúng nó. Mẹ mấy cái thằng vớ va vớ vẩn thì mẹ, mà công nhận sao cái bọn ba que này sao không biết thằng nào nó tuyên truyền ra sao đầu óc nó, công nhận nó bảo thủ dã man em ạ. Trên đời này anh Thì chưa bao giờ Thiên anh Nguyệt, nghĩ một cái thằng bảo thủ một cái đất nước người mức ta độ phát thế. triển thật với bây giờ đi du lịch thì ok, chứ còn nó đi qua bển sống Ok, xin công lỗi nhận. À, bây giờ sống ở phải Việt nói Nam còn này, sướng hơn sao nước ông biết Mỹ là người ta, không? nước Mỹ là người ta là một cái đất nước văn minh. Thế bây giờ người Việt Nam phải nói thẳng mà nói, nó trải qua những cái năm tháng mà vừa tàu đô hộ, Tây đô hộ này, thì đầu óc tức là không bằng những người nước khác. Thế nhưng người Việt Nam công nhận là tự lực tự cường, tự chủ vươn lên nhé, tức là rất mạnh mẽ, mà để cố gắng làm sao sánh vai với các cường quốc năm châu thì mới đi học hỏi tất cả các nước trên thế giới. Thế bọn này nó cứ bảo mẹ nó xuyên tạc cái mức độ nó không thể tả nổi nữa. Bây giờ Thủ tướng Nguyễn Nè Xuân thì Phúc sang bên kia thăm một cái ông nào ở bên Mỹ đó, bảo ôi sang cái xin lạy lạy lục rồi. Mẹ thằng Mỹ nó, thằng Đô La Trăm nó sang bên này, cái vụ ở Đà Nẵng nó sang nó xin Việt Nam. Mẹ mấy cái yeah. thằng, xong rồi nó bảo chứ mày không thích Mỹ thì mày về đi. Mẹ mấy cái thằng ấy, anh nói thật với em nhé, không có một cộng đồng nào nhé, tức là như cộng đồng Việt Nam, cộng đồng Việt Nam ở bên Cali em ạ, mà tất cả các cộng đồng khác người ta khinh, mà không không bằng cộng đồng của Campuchia các em ấy. Người ta đoàn kết lắm, nhưng mà chỉ có mỗi cộng đồng Việt Nam biểu tình và tất cả thứ, chỉ cộng đồng Việt Nam. Còn người Trung Quốc, à bây giờ nói người Việt Nam Ủa? có một cái thằng gì gọi là thiếu là khoe, thì đầu tiên anh không biết, cuối cùng là gì, nó chỉ là một cái tiểu bang nhỏ thôi, nó cũng như cấp phường cấp xã thôi, thế anh cứ tưởng gì kia. Thế bắt đầu anh đi tìm hiểu mấy này cái người Trung Quốc em ạ, người Trung Quốc thực sự người ta giỏi thật, cái tinh hoa của người ta là cái lôi của văn hóa em phải chưa, chứ đừng có nói đùa. Thế Em thì nói cuối anh cùng á, là cái gì? một cái điều rất ư rõ ràng, em cắt lại anh chứ không? Những người Việt kiều thành công ở trên nước Mỹ, họ không bao giờ muốn sống gần cộng đồng người Việt. Đó là một cái điển hình rõ ràng nhất mà tụi nó đâu có nhìn ra đâu anh. Cái thứ hai nữa, cái cộng đồng của người ta giao thương với cái người bản địa rất là nhiều. Đúng không? Người ta từ chỗ uy tín và người ta sống, người ta chỉ gọi là người ta hòa nhập được cái nền văn hóa của người khác. Còn cái cộng đồng người Việt Nam mình anh thấy rõ ràng ở cái phố Cali, anh xem thử thử bên đó thử được bao nhiêu phần trăm cái người bản địa người ta giàu, người ta làm ăn chung với những người này. Em nói xin lỗi các anh chị Việt kiều thì đôi lúc nói thì nó hơi đụng chạm, nhưng mà tại vì khổ nổi các anh chị đó, tại vì sống chung với lũ thì phải chịu thôi, chứ còn họ cũng chán rồi. Còn những người họ thành đạt, em nói họ không bao giờ ở chung với cộng đồng người Việt đó, những cái đó Em đúng cứ hiểu đơn giản rằng đến mức độ nó cái còn như gì. này, anh ấy thật đúng là hôm nay đâu, anh quá sức tưởng tượng của anh. Tức là cách đây 5 10 năm trước em ạ, tức là chụp một cái ảnh nhà cao tầng của Việt Nam sang ấy, nó ở Photoshop. Đấy, bắt đầu nó bưng bít hết tất cả cái người Việt kiều ở bên ấy, 5 10 15 20 năm về trước ấy em ạ nhá. Tức là bây giờ Việt Nam ngoài nghèo đói lắm, sắp chết rồi đọ kia. Và bây giờ nó vẫn hòa thế, và cuối cùng nó bảo là ui rồi toàn hóa chất. Mẹ tổ sư bố nó, con cá con đang ngáp, em bảo bây giờ nó bảo là toàn hóa chất, mà trong khi nó bên Mỹ em bảo là một đất nước công nghiệp ấy em phải chưa, gà nó sản xuất hàng tỷ con, tức là nó sản xuất ra, thì anh hỏi em là cái bảo quản của nó phải như nào, cái chất bảo quản của nó nào. Ừ, trong cái đó Việt Nam ra chợ đây mày làm đâu con gà này, tao ra cái tao mua rau thơm hành mùi cái mà tao quay tao lấy, mà nó bảo toàn hóa chất ấy. Mẹ nó tuyên truyền thế em bảo. Nó vô tình một điều này em ạ, cách đây 2 năm anh thật, tức là có một ông anh
ngày xưa ở gần nhà anh thì cái khu nhà anh nó giải tỏa đấy, giải tỏa bên cái đằng nhà ông kia chứ bên nhà anh thì không giải tỏa. Thì chính vì thế bây giờ anh ấy đang giữa mấy làn nước, tức là chưa chưa đi được em nhé. Thì ông ấy về thăm thì anh em gặp nhau, ok em mời. Hôm anh ấy thật bình thường chứ anh mong anh, tức là bởi vì anh bọn anh là dân xã hội mà, tức là cua 5, 10, 20 triệu không quan trọng ở đâu, tức là cả em cứ hiểu đơn giản cả cái nhà nó 100 m², cả dãy dài, tức là làm cua ra xong mày ông ấy. Trong đó có cả anh em thì ông tâm sự mà anh ít ăn lắm, anh về anh ít ăn lắm, thì mình chả nghĩ em ơi chứ anh chứ không anh không nghĩ đâu. Thế về sau ông ấy bảo này, anh ấy thật với em là anh về đây anh mang đồ ăn ở bên kia về chứ chứ anh có ăn đấy đâu. Ồ, thế là thế anh cẩn thận, em chả để ý đâu. Mà thực ra mình không để ý mà cho ăn đến khi anh lên, tức là diễn đàn với mọi người anh hiểu, à hóa ra là bố bị tuyên truyền, bố sợ hóa chất Đúng rồi em. em ra. Mà mình mời cua nha, cua sống như thế tự tay mình làm ra, mình mời ông bảo ông sợ hóa chất, em bảo có tức không, tức là ông mang từ bên thì tức là sau khi ông đi rồi thì khoảng 1 năm sau anh nghĩ là chết rồi, hóa ra ông này ông nghĩ là hóa chất là do cái bọn 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 ba que nó tuyên truyền. Mẹ anh nói thật với Nói em nhé, chung kể cả hóa chất kiểu gì, con cá nó đang quẫy mạnh ở mầm này, con cua nó đang, con bò này ăn không tốt thôi, chứ bây giờ chẳng nghe ăn cái đông lạnh của bên Mỹ, anh nói thật với em nhé, nó phải cho chất bảo quản thì nó mới giữ chứ. Mà bên đất nước công nghiệp này nó kinh khủng hơn chứ, mẹ nó cứ nói phét. Thế em ông nói nó bảo ôi giời Việt Nam ung thư nhiều lắm. em nói anh á, đơn giản thôi, cái cá ba sa của Việt Nam mình xuất qua Mỹ thèm ăn thấy mẹ bày đặt cỡ như Thủy Tiên Nguyễn này nè, nói vậy thôi chứ thèm thịt gà Việt Nam, thèm con tôm, thèm con cá Việt Nam thấy mẹ đây bà đặt lên đây nói. Còn con ông làm bác sĩ hả, thì ông kêu nó chích cho ông vài mũi đi để cho ông tỉnh tỉnh lại chút, hiểu không? Đất nước thế là coi như là thế kỷ 21 rồi, năm 2018 rồi, ông hiểu không? Chứ không phải cái thời của ông đâu, hiểu không? Còn bây giờ ông có thèm thì ông muốn về Việt Nam thì ông nói, ông đừng lên đây ông ngồi cái lớp ba trường làng. Xin lỗi ông, cỡ ông về Việt Nam bây giờ hả? À, quýnh cờ tướng không biết lợi mấy ông kia, cho nên đừng nói Mấy về lớp thằng ba ba trường que này anh làng. nói em nghe, mấy thằng ba que này bắt đầu nó cứ nhận vơ vào nó như này, úi ôi, toàn dân Việt Nam là không ai chấp nhận được, là toàn dân Việt Nam, toàn dân mà trong cái đó 94 triệu dân đi mẹ, có mấy cái thằng vơ va vẩn, thực ra là nó là cái điều tế nhị, không không đập với đập chúng nó chả được. Nhà nước chỉ cần cho đồng ý phát là anh em mình đi đập rồi chết bà nó ngay. Cũng là cái gì anh nói thật, từ xa xưa Bác Hồ lãnh đạo, từ khi đi năm 11 ra đi và đến khi quay về, cuối cùng Bác đúc kết lại điều là khó dễ trăm lần nhé, không dân cũng chịu, dễ trăm lần không dân cũng chịu em nhé, khó vạn lần dân liệu cũng xong Hiểu cũng sao. cái thế trận toàn dân thì mẹ chúng nó không hiểu, nó vài cái thằng móm cho nó. Thực ra mà nói anh nói thật với em chứ, bơm tiền về xong làm vài trăm nó giả vào làm cái việc loại thừa biết là lật thì đéo cộng sản, anh thật không bao giờ lật được cộng sản nước nào anh không biết, nhưng riêng cộng sản Việt Nam không bao giờ có việc đó. Bởi vì làm sao, cộng sản Việt Nam là chắt lọc những cái tinh túy của thế và của những cộng sản thế giới để đưa vào, hoàn toàn nó không quân. Thế nên bắt đầu nó đổ đổ ra rằng cộng sản quốc tế, chả có cộng sản quốc tế cả, cuối cùng là cái gì, Thì dứt khoát là phải giải phóng dân tộc, tao đang dứt ở khoát là phải xứ giải phóng. xứ cường quốc thế giới vậy đã nói Dạ, thằng rồi. nào? Đây nè, Thủy Tiên là một cái bà này, bà cũng già rồi, ở cường quốc đúng không? Mà cường quốc mà con người nó tư duy nó không mở, cởi mở thì nó cũng giống như một, gọi là cũng là một đứa ngu thôi, chứ đừng có khoe ở cường quốc. Ở cường quốc cũng đất nước của người ta chứ không phải đất nước của Việt Nam, hiểu chưa Thủy Tiên? Hiểu không? Tự hào cái gì, tự hào cái gì hả? À, bây giờ cuối cùng mình cũng là thân ăn nhờ ở đậu thôi, hiểu không? Tự hào tức Chẳng là người Việt từng Nam nhưng mà tự hào ở bên kia, nhưng ừ. mà mình người Việt Nam Sao thì mẹ có loại bố láo tuét ấy, lừa lạc lừa mỡ ra ngoài giả vờ xì xồ mấy câu ấy, mày biết hết chữ chưa mẹ, cái chữ Việt Nam nhưng mày học nhưng mày biết hết, nhưng mà riêng cái tiếng Anh ấy khác đéo chữ nhò, mày học từ nào đấy, mày mày ra cái mày 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 tưởng mày về ấy, thử xem mày sống bằng dân Việt Nam mẹ thôi. Bây thôi, giờ chúng ta sống chứ không phải trong trong đây có để có gọi là có comment Trần Quỳnh Di Thức nữa hả? Bà ngưỡng mộ
cái thằng này chết không ai thèm thương, hiểu không? À, cái thứ cỡ như bà đó, bà chết bà Nó sẽ để không cái có đám thằng xương. nào là thằng nào nó hỏi câu vớ vẩn thì mẹ để anh trả lời cho, kể cả về lịch sử lẫn tất cả thứ anh trả lời được. Chẳng qua anh tức bọn nó anh phải chửi một lúc à. Đó, thằng nào chửi, thằng nào muốn hỏi cái gì ra trả lời cho. Đó, thằng nào hỏi. cái Mẹ bù người cái lao người mua thiệt mấy cái à, thằng. người ta gặp nhau người ta chia sẻ, còn cái thứ mà gọi là xỏ lá này á, nó gặp là nó cứ miệt thị người khác không, mà nó cứ nghĩ là mình khôn. À. Mẹ mày con người ta đấy, hiểu chưa, người ta phải có cội. Mày có muốn ở cái hoàn cảnh nào buộc phải ra đi thì lúc đó ok phải chịu, tao không nghĩ gì cả. Nhưng khi mày làm ăn bên kia thành đạt hay không thành đạt, mày phải nghĩ về cội của mày, gốc của mày ở đâu. Mẹ nó mày sang bên bên Mỹ rồi mày sang kể cả bên nước khác, nó coi chúng mày như một con chó. Mà thực ra nói thật ra nó cái bọn Việt Nam Cộng Hòa nó cay cú ấy, nó sang mà chủ yếu là cái Cali, còn tất cả những nước khác nó là một cái, những cái trong những cái nước mà người ta cho tị nạn. Thì lúc bây giờ là nó do cái hô hào tị nạn thì cho chúng mày tị nạn thôi, chứ còn chúng mày khác thì con chó. Cứ hiểu đơn giản rằng là như này, ba que nó là một cái loài chó, loài nhá, loài chó mà do Mỹ này tạo ra. Cứ nghĩ là xem, nó bảo làm mày làm ở bò bò, nó bảo đánh hơi gì đánh hơi, chả có một cái quyền hành gì cả, thấy chưa. Ngay từ thời thằng Diệm không nghe thì sẽ có cuộc đảo tránh bắn chết như một con chó. Đến thời thằng Thiệu ấy, nếu như mày không nghe thì mày cũng lại như thằng 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 Diệm, sợ rẽ đất ra thì mẹ mày cứ toàn nói nạc nói mỡ cứ, xong rồi câu nói nổi tiếng là đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nghe những gì cộng sản làm. Ok, nói đúng. Thế bây giờ cái thằng Thiệu nó nói rằng là nó sẽ sống chết với miền Nam với nọ kia thì mẹ nó chạy mẹ từ hôm 24 25. Thế nên mà mồm nó nói rằng nó bảo là chết sống ở đấy, thế nó chạy từ hôm 24 25, nó mang vợ con nó mới nó mang tiền bạc đi, thế là như nào. Mẹ chúng mày cứ toàn tin thế, phải là người ông Nguyễn Cao Kỳ ông bảo là một cái đất nước chẳng may nó bị thế, chúng tôi cũng muốn thống nhất bên kia chứ, nhưng chúng tôi không làm được, bên kia không làm được, thì bây giờ nó là một cái dấu mốc lịch sử chúng ta phải chấp nhận. Chứ đất nước của ta có mất cho Tây cho Tàu đâu mà mày bảo là bán được mà mất được. Thế rồi là bên ấy ồn ào lắm, nó to tát lắm, cuối cùng bố đúc kết là cái gì, mẹ toàn tuồng rẻ tiền cho con khỉ. Mấy thằng Phan Kỳ Nhông mấy Ngô Kỷ mấy lại những cái toàn là những cái thằng gì. Nhưng mà phải nói thẳng ở bên bên Cali anh có công nhận cái thằng nhà báo Vũ Hoàng Lân ấy, mẹ thằng đấy thằng nguy hiểm, thằng đấy như người ta muốn im đi nhưng mà nó khơi lại, mẹ vô cái thằng ấy. Nhưng Mẹ là mà thằng ấy được ưu ái về Việt Nam nhiều nhất, cuối cùng là thầy mẹ thằng đấy đều, không, thà rằng nó đều mẹ như bọn kia thì anh ấy đéo nghĩ. có nghĩa là khổ như thế này nè, thì lúc nãy em có mở cái clip mà anh nghe cái nãy thì là Vũ Hoàng Lân phỏng vấn, mà Vũ Hoàng Lân phỏng vấn có những câu nói chuyện rất là hay, gài Đào Minh Quân, Đào Minh Quân đâu có trả lời được đâu. Đó. Nên em nói là thật sự mà nói bây giờ anh nhìn thấy rồi không, cả một cái cộng đồng người Việt bây giờ có nhiêu gần đến 2 triệu người bầu cử xong cái cũng không được yên thân nữa, mà bây giờ nghĩ sao chỏ mỏ về muốn đòi hỏi sắp xếp cho 90 triệu dân này trình độ đâu. À, cứ lúc nào gặp người ta là đó, cứ lớp 3 trường làng. À, cái giọng điệu của Tân Thái, giọng điệu của Google mà, xin lỗi Thủy Tiên, bây giờ tôi chả có thèm đi Mỹ làm gì bà, tôi thích tôi đi du lịch những nước gần gần đi còn sướng hơn đi Mỹ để làm gì hả, đi qua bển xem làm gì hả. Đi Mỹ nha, phải nói thẳng, có nói nhiều người đấy, người ta rất chân tình và người ta nói này anh xem rất nhiều, tức là người ta cũng làm về cái truyền thông này, và người ta cũng ăn tiền YouTube thôi. Người ta cũng nói thật, người ta nói này này, tôi rất muốn gặp những người Việt Nam, chửi tôi cũng được nhưng miễn rằng chửi bằng tiếng Việt Nam, em hiểu chưa. Thèm đến Tức là mức còn độ ước mơ thế, thèm thèm tiếng Việt Nam đến mức độ như thế, thèm tiếng Việt chả Nam thôi. ai giao tiếp. Em nói Nhưng anh mà á, khổ cái là đấy là do cái ông đấy đấy, là ông ấy phải đi làm kiếm sống bằng chính sức lực của bản thân ông ấy,
cái bọn biểu tình ở Cali em hiểu ăn bằng tiền biểu tình, ăn bằng tiền cờ, cũng là từ hồ này em ấy nhá, giả sử như ông Phan Kỳ Nhông nhá, cái tại em sao nhưng mà nói lắm, nói thì bảo là mình tức là xuyên tạc nhưng không phải em ạ. Tức là hôm trước đợt biểu tình trước người ta tức là quyên góp tiền xong rồi mua cờ kia, nó tham nhũng được tí một mà, ngoài cái tiền nọ kia thì bởi vì là cờ mỗi cái giả sử như 3 đồng, 3 đô hoặc là 5 đô chẳng hạn em chứ, thì bây giờ là có 200 người, 300 người biểu tình thì là tức là người ta quyên góp và đưa cho ông thế. Thế nhưng mà cách chỉ có nửa tháng sau bắt đầu đi biểu tình tiếp, thì bắt đầu là tụ tập loại kia, ông bảo là bây giờ cờ nhá, bây giờ phát cho người ta vứt hết đi rồi, không còn cờ, lại quyên góp cờ. Nhưng thực chất là bố bố cất ở nhà, xong cuối cùng là bố thu tiền về bố phát cờ người ta. Đấy, anh nói em nghe mà cuối cùng là to tát lắm, hô hào kinh lắm, ôi rồi cái lá cờ nó thiêng liêng lắm. Cuối cùng anh nói em nghe, toàn phát ra anh chưa hiểu ở cái năm tháng 30 thì sao nhỉ? Thề thua Bình Dương nhỉ? nhân Anh thề thua phan nói thật ra nhân anh cũng quên quên chứ có phải 30 tháng 4 năm 75 không? Thì không hiểu là cứ cởi hết cả trần truồng ấy để trốn, anh không biết là cờ để đâu. Nhưng mà cuối cùng anh làm anh nghĩ chắc là cờ cắm vào lỗ đít, xong bắt đầu là đu càng xong kia rút ra. Mẹ quý cái lá cờ thế, kể cả chết cái lá cờ luôn làm sao phải phải phải, phải chạy thế. Mẹ toàn ông nói phép thế. Tuấn Tiến thì sợ cộng sản đã bắt bao giờ. Cái gì cộng sản Bắc Việt vào đây sẽ có một cuộc tắm máu. Tắm máu đó trả tắm. Nhân cái dân Việt sự tiên Nam ra triền vỗ tay. đó. Cuối cùng là cái gì thực chất nói đất nước khó khăn, đồng bào miền Bắc, đồng bào miền Nam đều tức là gánh chịu và Để thì cho nó cố gắng sủa cho để vui xây anh. dựng em hiểu chưa? Chứ nó không như bọn kia, nói thẳng mà nói nhá, 10% là vì chính trị hoặc là HO về sau, chứ còn thực ra 90% mà mạnh nhất là cái năm từ cái năm 80-81 em ạ trở đi, thực ra là vì cuộc sống lúc bây giờ mình Khó bị khăn cấm anh. vận, mình bao vây đủ thứ. Bản thân anh nhá, nó thật với mình muốn đi bỏ sư nó không có tiền mà đi, đóng bao nhiêu chỉ vàng còn không có tiền mà đi. Mình cuối cùng là cái gì, mọi người đều như mình cả, nếu có điều kiện đi và làm được tiền để giúp về về gia đình lúc này khó khăn quá, chứ còn không có mục đích chính trị cả. Sang đây cuối cùng là anh nói thật em, sang bên Hồng Kông thì là bắt đầu là mấy ông Mỹ và cả ông CIA cũng có phần trong đấy. Thế là đầu tiên Đúng hỏi là mày là ai, mày là người tức là đi theo đạo Kitô giáo thì ok, thế là thành phần như nào thì kiểu gì nó cũng khai cho mà đi. đi Riêng cái người miền Bắc thì lại ít ít đạo em nhớ, thì là đi là theo kiểu nhỏ giọt nhỏ giọt, nó sang đấy nó mới thành quẫy chúng nó đấy em nhớ. Mà em biết là em biết là bây giờ anh lại nói là lại cái đạo Kitô giáo anh tức này, vì là tức là phải ơn một cái ông giáo hoàng tiến cử sang bên Mỹ mà ông Diệm ông nói rằng hứa rằng là tức là 15 tôi sẽ đồng hóa hết tất cả dân miền Nam phải đi theo đạo Kitô giáo, mà chỉ có trong 10 năm em mới giết 300.000 người. Mẹ nó ác thế, 300 người tức là nhá. Mày cứ em cứ hiểu đơn giản, tất cả những tướng tá của cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nếu ông nào nhá không phải là cái đi theo đạo cái đạo của ông Diệm ấy thì không mà lên được, kể cả từ ông Thiệu. Em cứ hiểu đơn giản, dứt khoát nó là như thế. Mẹ nó kinh khủng lắm. Nó muốn bài trừ và muốn đồng hóa hết tất cả. Mà người miền Nam nhá, trong những năm ngày xưa em ạ, nó còn không cho dạy, nó không cho phép tức là dạy cái lịch sử của Việt Nam, mà nó bắt phải học cái lịch sử của Kitô giáo, lịch sử của cái giáo hội La Mã. Mẹ em biết giáo hội La Mã nó kinh hoàng thế nào, thì mẹ đến ông Mỹ ông Anh còn sợ nó vãi cả linh hồn, nó muốn thống trị đất nước, thống trị thế giới. Thế bây giờ nhiều người Nè không anh, hiểu còn tức. đây để đem cắt lại anh cái nè. Nè bà Thủy Vâng. Tiên ơi, bà nói không biết mang nhục, mẹ viết tiếng Mỹ, bà chê người ta viết tiếng Mỹ sai, đúng rồi, tại vì người ta đâu phải là cái tiếng mẹ đẻ đâu, còn bà là cái tiếng mẹ đẻ, bà viết còn không ra hồn kìa, bà đi bà cười người ta nhục quá bà ơi. Bà xem lại cái câu văn của bà viết coi nó như thế nào. Tiếng Mỹ là cái tiếng đâu phải của mình đâu, đương nhiên thì viết sai Mà tại chữ kể bình cả viết thường. tiếng Mỹ bà có hiểu hết được tiếng Mỹ không? Tiếng Mỹ thực ra Mỹ là mượn từ của Anh, chứ còn Mỹ làm gì có tiếng.
mẹ thằng Nghe Buôn cũng Lậu, cho nhục. nên là hợp chủng quốc Hoa Kỳ nó tất cả các nước. Chứ còn thằng Anh ngày xưa đô hộ thằng Mỹ thì mẹ không vãi linh hồn ấy. Ơi, ở Ôi đó phét. bây giờ làm gì? Ngồi trong nhà ngó ra như con chó giùm nhà thôi, chứ bị đặt ở đó bây giờ lên đây nó phép biết bạc Toàn mò những lên cái Facebook. đứa thì mẹ mới đi tìm tự do dân chủ. Tự do dân chủ người ta thích đảng phái nào thì kệ mẹ, người ta mới cái chó mõm nào gì. Mồm như là gì mẹ, mồm nhỏ cái tao đấy bậy đấy. À, nói nhỏ nhỏ Thế thôi bây giờ nha, tao thích cười theo theo đảng cộng sản cái mẹ. cười nhỏ nhỏ thôi, cười mạnh quá rớt răng, làm hàm răng bên kia tới tới mắc tiền lắm đó, như là tới tới 5-6 ngàn gì đó, nhiều lắm nha. Đừng có cười nhỏ nhỏ thôi, cười mạnh ra Nghe rớt mỗi hàm tiếng. răng chứ không có tiền đi làm á. Tiếng Mỹ, tiếng Anh, em Mỹ em gì có tiếng. Ok, Cường Trần Trần này. Đấy. Mẹ nói nó phải đúng. Mỹ làm gì lấy đâu ra tiếng. Trời Cứ ơi, toàn nói ghê phét cứ ghê vơ luôn. vào, cười ra nước mắt khóc hận cái gì. Nguyễn Hoàng Vô Phong đang trả lời. vô vô chê là diễn đàn ta lớp 3 trường làng, vô đây ngồi sủa như chó. Trời ơi, không biết mang nhục. Cái thứ mà nó thật luôn á, em nói anh á, những cái thành phần này nè, anh nghĩ như vậy á, nghĩ gọi là đó, nó đòi đa nguyên đa đảng. Cái thứ này mà đa nguyên đa đảng thì anh nghĩ sao? Ngày trước ngày hôm sau bắn nhau chết mẹ nó. Tại vì người ta cái tư duy của người đa Nó nguyên đa ngu đảng này là người này, ta luôn luôn đặt cái tổ. Còn cái bọn này là bọn bản cá nhân của nó thôi mà anh. Nên ở đây nói nó nói. Em nói anh á, bây giờ dù có nói cách mấy đi nữa nó cũng không có nghe đâu. Tại vì nó có nhận không thức nghe cho được mà nó nó nghe. đầu óc à, anh ấy thật với em, đầu óc nó toàn Đẹp hả? kè, biết nói làm sao anh ấy thật. Bây giờ phải nói thẳng, nó nói này này, cái đa nguyên đa đảng ok tốt, không phải xấu thế nào cả, nhưng người ta phải có đủ điều kiện để đa nguyên đa đảng. Thế bây giờ mình không có đủ điều kiện, nó cứ bắt mình đủ điều kiện mình làm nào, mà cứ nó bắt mình phải làm thế mình làm nào. Chẳng qua là cái mục đích của chúng nó là mục đích đen tối đến cộng em sản. em nói anh nó Bây nói giờ anh nói mượn cái là cớ để nó đa nói nguyên thôi, nó đa thừa biết bây giờ mượn cớ thôi, nó vừa rồi nó hết không còn cái gì, bắt đầu nó xoay ra cớ là bắt đầu nó vin vào là ông Bùi Hiền với ông Hồ Đại là thay đổi bộ chữ. Có thay đổi, chả thay đổi chữ gì cả, nó là cái phương pháp giảng dạy làm sao cho các cháu học và tiếp thu nhanh hơn và tức là chuẩn hơn. Thì bây giờ bắt đầu nó đưa vào, thế đúng là nó em chỉ xuyên nói tạc, ngắn gọn thôi, nó thổi em chỉ nói phồng, nó bóp méo, nó đủ cái thứ. em chỉ hỏi thôi, bây giờ cái tiếng Việt có thay đổi không, cái chữ viết tiếng Việt có thay đổi không, thì vẫn còn Không bao nguyên giờ như thay đổi được tiếng Việt, thì không bao đâu giờ có thay thay đổi được tiếng Việt em ạ. làm gì. Nhưng mà cái Em có bọn nghe trẻ ông không xuyên tạc không phải ba que, không thổi phồng sự thật không phải là ba que, không bóp méo sự thật không phải là ba que. Nó bọn ba que ăn tục nó phép là nó cái thành phần ba que nó là vậy mà. Đúng không? Này nãy giờ này, mang tiếng ở bên Mỹ nãy giờ vô comment câu nào gọi là có văn hóa, câu nào gọi là giới tính chất chia sẻ không? Toàn nói chuyện theo kiểu ngu ngốc không à. Tại sao người ta không chửi được? Những cái loại này em nói anh á, những cái loại này nó ở Mỹ đến 1.000 năm thì nó cũng vậy là vậy thôi. Tại cái đầu óc nó đâu có phát triển đâu. người Thấy không? ta đi sang nước ngoài người ta học những cái văn minh này thì mẹ nó học toàn học những cái, nó không học được có cái gì cả, nó học toàn những cái ngu dốt. Mẹ Em bên nói Mỹ là nó đói bỏ mẹ biết thì 3 năm tốt, không không được biết thì ăn còn. bát phở em bảo là có đáng thương không, mà nó cứ bảo là tốt. Nó tùy từng cái trường hợp thôi, mẹ nói cái gì nó đúng rồi thôi. Đất nước mình nó phát triển thì phải nói là phát triển, cứ bảo không phát triển xong bắt đầu là sắp chết rồi mới lại bán cho tàu. Mẹ có thằng nào dám đánh thằng tàu không? Mẹ chúng mày có dám đánh thằng Mỹ không? Nhưng mà em Mẹ mà hỏi năm nè, bảy chín nó 6 tỉnh miền Bắc thì mẹ đánh cho chạy re kèn ra, mà lúc bấy giờ là quân đội còn đang ở bên Campuchia đấy, đấy là một quân địa phương còn đánh cho đấy. Mẹ nó ở Việt Nam nó không sợ một thằng nào cả, chỉ có điều em này nói anh, không cứu cái ai. Ừ em em nói đi. nói anh những cái thằng vô trong đây nè comment, thay vì vô nói một câu các bạn ơi, tôi ở nước Mỹ nhưng mà lâu quá tôi không nói tiếng Việt, tôi nghe được tiếng Việt tôi cảm thấy tôi mến, tôi vô đây tôi nói chuyện với các anh chị nghe một câu nó còn mát cái dạ. Còn cái thứ này nó thật, cái dòng ngu ngục này em nói anh, trẻ đầu nó ra nó cũng vậy à. Bây giờ Không phải nói này này, mình thực ra nói cái điều anh em mình muốn là mình nói cái những chuyện đúng sai và có tính chất xây dựng để làm sao mà cái đất nước nó tốt đẹp hơn, đó nó toàn phá đấy. Mẹ tổ sư bố nó. Thế anh nói em nghe, bây giờ anh em mình cũng mừng à, đảng và nhà nước quyết tâm làm như thế,
mẹ củi tươi củi khô mà đã cho vào lò sấy cả đúng không? Từ Yeah. là tướng tá công an đều tù hết nếu một khi ông sai, thế thì quá chuẩn rồi, thế còn cái gì bây giờ nó còn không muốn à, cứ như thế nào à, thanh trừng nội bộ nó đã xuyên tạc em cao thì nó chê ngỏng, anh bảo rồi thấp nó chê lùn, béo nó chê trục béo tròn. Thì bởi vì em mới nói anh Nếu á, đi bây chặn giờ bọn ấy mẹ tòa đi bệnh nhà một tòa mẹ bố mấy cái thằng bố lao bố tuyết. À, anh tòa Vinh Đỗ nhà lên nói tí nhá, Bình Dương này. dạ Yêu cầu anh Vinh Đỗ lên nói thì anh Vinh dạ rồi anh, yêu cầu ok anh Vinh Đỗ lên nói tí nhá. ok cảm ơn anh Linh chia sẻ với em. Dạ rồi Anh Vinh Đỗ lên nói thì anh Vinh Đỗ, anh thích anh Vinh Đỗ. rồi Ok, cảm ơn ok Bình cảm Dương nhá. dạ Xin rồi chào tất cả anh em ở trên diễn đàn. Tôi có xuống ấy, nhưng mà tôi vẫn ngồi đi và tôi theo dõi ba que tận cùng. Mẹ nó thật, dạ đêm nay không ngủ thì xem thằng ba que rồi đánh đến cùng rồi. Ok, cảm ơn Bình Dương. ơn anh. Đấy. Dạ. Nè em nói các anh chị nè, đó bây giờ viết được một câu dài rồi nè, nè chuẩn bị nè, các anh chị chuẩn bị xem cái câu cuối cùng là ăn ăn cái lóc văng ra khỏi nè, thấy không? À, bây giờ khỏi cần copy paste nữa, ha, khỏi cái bi paste nữa, không cần copy paste nữa đâu, chuẩn bị đi, chuẩn bị nè, chuẩn bị giờ sách sách dép sách quần chạy nè, nè em nói thử các anh chị, đó, copy paste dài dài vô là rồi đó. Cái dòng thứ này là nó là vậy đó. Anh Vinh đâu anh Vinh? Anh ok cái em mời anh lên chia sẻ em chút xíu em cũng ấp này. À, hồi copy paste đi, copy paste vô ha. Anh Vinh có không anh Vinh? Châu La Khải hả? Châu La Khải nó đâu có que nào đâu anh. Nó trơn lu nó mới nói chuyện kiểu đó đó chứ anh. Anh thấy Châu La Khải nó đi đâu ba que nó cũng chửi, không có que nào cũng chửi mà Châu La Khải nó gọi là thuộc Trâu La Khải mà anh. Thì bây giờ bà khôn thì bà comment được một câu nào tôi coi xem bà khôn đến cỡ nào, hay là bà muốn lên diễn đàn tôi mời bà lên đây nói cho dễ, già cả rồi nhướng nhướng con mắt đó hồi bắt đầu chu chu rớt hàm răng ra nữa, hiểu không? Bây giờ muốn lên ok đi, tôi gọi lên trên diễn đàn ngồi nói chuyện cho dễ chứ khổ có công mà. Chán lắm, nó thật đi tìm mong là tìm một người ba que nào đủ trình độ để nói chuyện cho nó mở mang Hello. đầu óc. Ô chào anh. Chào. Hôm nay nói chủ đề Đào Minh Quân hả? Đấy, thế Dạ. thì anh cũng vẫn lên góp vui tí thôi. Đúng rồi, anh cũng xem cái clip mà Vũ Hoàng Lân ở phố Bosa TV á. Dạ. Nó phỏng vấn cái thằng Đào Tụt Quần. Yeah. Đào Tụt Quần, có người thì gọi là thằng Đào Tụt Quần. Có người thì gọi là thằng Đào mất quần, bởi vì là năm 75 đu càng sang Mỹ là coi như tụt mẹ quần. Năm giờ là hôm nay nghe nó trả lời thấy buồn cười kìa. Mà không biết A Quy còn đây không? A Quy, A Quy khẩn trương về cứu Đào Minh Quân đấy. Tình hình là con trai bà Angela Phạm đó. Mới tiết lộ là coi là mới mới nói là chính phủ Mỹ coi như là bắt đầu điều tra về cái vụ coi như là, về hai cái đứa mà bị cái án 14 năm tù ở Việt Nam á. Anh giữ giùm em 2 phút nha, em ra em bới chén cơm vô em vừa ăn đói quá. Thì đó thì hôm nay mình nghe cái tin đấy mình cũng thấy 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 hay hay, nhưng mà quả thật là đúng là cái thằng Đào Tụt Quần nó vòng vo Tam Quốc đấy, các bạn thấy nó rất vòng vo.
Khi mà Vũ Hoàng Lân hỏi là coi như là hai cái người đó có phải ở cái tổ chức của Đào Minh Quân không? À, có phải tổ chức Đào Minh Quân không? Thì Đào Minh Quân nó trả lời là đúng, là hai người đó là bỏ phiếu này rồi coi như là trưng cầu dân ý gì đó, coi như xin tham gia vào cái và nó xác nhận đấy là những cái người thuộc cái tổ chức của chính phủ quốc gia lâm thời Đào Minh Quân, nó xác nhận như vậy. Thế nhưng mà đến khi mà anh Vũ Hồng Lân anh hỏi là thế bây giờ coi như tình hình là họ bị kết án như vậy thì cái chính phủ quốc gia lâm thời có ý kiến gì và có ý trách nhiệm gì với hai người đó và với gia đình của họ khi mà coi như đấy, thì nó lại trả lời là đấy là coi như là họ về Việt Nam họ thăm gia đình họ xong rồi họ tự phát rồi họ tự coi như này nọ. Phải nói thẳng ra mà nói là đúng là một cái chính phủ của một cái thằng coi như là rất là vớ vẩn đấy, rất là vô trách nhiệm, đã là thành viên của tổ chức mình, của cái chính phủ mình thì đúng không, các bạn thấy là đều phải có trách nhiệm, xong rồi coi như đổ đổ lên đầu coi như đấy cái trách nhiệm đấy là hai cái vị đó là công dân Mỹ đã từng đóng thuế cho Mỹ đấy, làm rồi đóng thuế cho Mỹ, cho nên là chính phủ Mỹ phải có trách nhiệm đấy. Mà trong khi đó thì chính phủ ông Đào Minh Quân lại đánh rắm, gọi là đánh rắm cãi xóa đấy, mình thấy nó vô lý. Mà trong khi đó thì coi như ở Việt Nam thì những cái người mà ở trong nước Việt Nam thì không 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 lạ gì những cái kẻ đó. Thế cho nên là phải nói là một cái chính phủ mà coi như giống như mình nghĩ là đem con bỏ chợ, giống như Vương Văn Thả cũng thế. Ở Việt Nam AQ đây rồi, AQ đang lên tiếng bênh vực coi như chính phủ Đào Minh Quân à. Đó. Thì đang đang lên tiếng. Thế thì mình mới nói rằng là một cái chính phủ mà có thừa nhận là đấy là những cái người của bên tham gia vào cái chính phủ mình mà lại không có một cái tiếng nói gì thì đấy là quả thật là một cái chính phủ rất là nhẫn tâm, đúng không, rất là nhẫn tâm, gọi là không kho không không có gì gọi là nhân văn nhân bản gì cả. Cho nên là nói đi thì phải nói lại, chúng ta phải nói ngược lại này, tham gia vào cái chính phủ như vậy đúng không thì mọi người có nên tham gia không, có nên theo không? Chắc chắn là theo quan điểm của tôi không theo, bởi vì giống như kiểu đem con bỏ chợ, nhưng mà mình lại cũng lại ngoài cái mà Vũ sư mà anh Vũ Hoàng Lân á, ở phố Sa TV ấy, cái đó thì mình lại còn xem được một cái clip nữa là về cái ý kiến và cái quan điểm của một cái người nữa làm báo ở bên đó là Khải Đào, tên là Khải Đào đó. Thì mình lại thấy thấy rằng là người ta rất là lên án và người ta chỉ trích cái chính phủ Đào Minh Quân này nữa. Bởi vì không được có một cái nước nào hoặc là ngay kể cả những cái người dân ở bên Mỹ người ta cũng không công nhận, mà lại cứ coi như nổ cho cố, rất là nổ nhá. Cái không biết là Bình Em Dương nói có nè, xem được cái clip à, có em có cái quan điểm của có em có cái xem nhà báo Khải Đào đó, còn là em còn là vô là em là vô là anh nói là à, Bình Dương nói em vô trong cái diễn đàn của một cái bà đó, là bà là Triệu, bà Triệu Thị Trinh, bà ở bên Pháp, bà rất là ủng hộ ông Đào Minh Quân. Bà hỏi vậy chứ cái đảng của ông Đào Minh Quân á, là đang đi song hành với chính phủ Hoa Kỳ. Em hỏi gì chứ song hành là gọi sao? Bà nói là có nghĩa song hành có nghĩa là treo hai cái quốc kỳ song song gì gọi là song hành. Em bó tay luôn, em nói bó tay luôn. mà cái thằng Đào Minh Quân ấy nó cực kỳ là ngu nhá. Bây giờ nói về phương diện là bằng bằng cả lý luận rồi cả bằng coi như là đại số và hình học đúng không? Mình trình độ lớp 3 trường làng thôi,
Nhưng mình phải nói, mình chỉ nhìn cái thực tế là hai cái đường dây, đường tàu hỏa ấy, nó đi song song với nhau thì không bao giờ nó gặp nhau được ở một cái điểm nào, đúng không? Mình phải nói đúng như thế. Cũng giống như cái lá cờ rẻ rách của ba Việt Nam Cộng Hòa đấy, là ba cái đường thẳng, nó không bao giờ có thể gặp nhau ở một cái điểm nào, đúng không? Để mà có là thống nhất được một cái đất nước cả. Vậy thì cái chính phủ Tào Minh Quân và cái chính phủ Mỹ là hai cái chính phủ đi song hành với nhau, đúng không? Song hành nhưng mà coi như nó cứ chạy tít một tắp rồi nó có bao giờ gặp nhau được đâu, đúng không? Cho nên là chúng tôi đưa ra những cái lập luận rất là vớ vẩn đấy, rất là vớ vẩn ở cái chỗ đấy. Hai cái đường thẳng mà chạy song song thì không bao giờ gặp nhau ở một điểm. Em nói anh là cái thứ hai nữa, xem anh xem cái lý luận của ổng như thế nào. Vũ Hoàng Lân hỏi ổng rất là nhiều lần. Bây giờ hỏi gì chứ, hai công dân bị bắt đó có liên quan gì? Chào Nguyễn Ngọc Hưng. Có liên quan là đến ổng không? Ổng vẫn lái vòng vòng chứ ông không trả lời. Em gốc. Mà đúng rồi. Mình trong cái clip đấy thì mình nghe đi nghe lại hai lần. Mình thấy rất là hay. Phải nói là Vũ Hoàng Lân nó gài. Đúng. Gài rất là nghệ thuật luôn đấy. Nhưng mà cái thằng này thì nó cứ vớ va vớ vẩn, coi như lập luận thì mình thấy câu trước thì đá, câu sau thì đá câu trước. Tức là mở mồm ra câu trước, xong rồi lại mở mồm ra câu sau thì vả vào mồm mình, tự mình vả vào mồm mình. Đấy. Ê cái thằng cái để cái lá cờ 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 cức kia. Ha, tao hỏi mày nè, mày thề được mày thề bao nhiêu năm rồi? Hả? Thề 43 năm rồi, thề nữa đi con. Con gán thề đi. Thầy chừng nào con xuống lỗ đi rồi con sẽ diệt được rồi nha. Cái trình độ của mày. Đây là, cái thằng này là tên là gì? Nguyễn Hằng Nga. Đây không phải là thằng mà là con. Tự sướng có thể, mà thường là con. Con đặt tên là con thì gọi là thằng. Đó đi, tự sướng rồi con. Hả? Nằm mơ đi con, cứ nằm mơ con hút cỏ Mỹ con mơ đi nha. Chứ con đừng có diệt. Con ba đời coi như con cũng chưa diệt được nữa đâu. Hiểu chưa? 245 Lương Định Của quận 2. Thích điện thoại cho anh. Muốn đọc luôn số điện thoại không? Thề cái gì? 45 Lương Định Của quận 2. Thề chui ống. Thề cái gì? Chui vào ống rồi, vào dọ rồi thì coi như chỉ có coi như là lên đĩa thôi. Chứ thề cái gì? Coi như là cách đây 43 năm. Cái bọn mày tao nói mày nghe, tao ghét nhất cái nhờ mà hỏi địa chỉ, hỏi mà không tới tao cho rất nhiều rồi. Nhớ kỹ mặt tao ở trên diễn đàn rất nhiều. Địa chỉ của tao 245 Lương Định Của. Thích ngày mai mày có mặt. Nói cho mày nghe, đừng hù tao. Mày tưởng đâu ai mày cũng hù được. Mày quen thói mày hả? Mày gặp tao rồi nha. Không. Cái còn thằng là cái thằng thề gì tộc mày. Bây giờ mày cho mày luôn địa chỉ đi. Tao định vậy tao tới luôn với mày. Mày cần đi tao. Cái thằng thề gì tộc này thì nó Bình Dương. Để anh nói này. Cái thằng này á là nó cứ 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 ảo tưởng vào cái bọn tụt quần đu càng ở bên kia. Nó cứ tưởng là ngày mai là về là lật đổ cộng sản ngay đấy. Trong khi đó thì 43 năm đất nước giải phóng thì cái chính phủ Đào Minh Quân thì nó thành lập từ năm 1990, đúng không đấy. Mình nói là có sách mách là có chứng, nói là bằng số rõ ràng là Đào Minh Quân nói là thành lập từ năm 1990, mà từ năm 1990 đến giờ không năm nào mà không hứa là sẽ về để giải thể cộng sản Việt Nam, đúng không? Đây là lời Đào Tụt Quần nói đấy nhá, không phải lời tôi nói đâu. Năm nào cũng hứa là về sẽ về để giải thể cộng sản Việt Nam. Đấy, cái gì? Lấy lại đất tổ, không làm khổ dân đấy. Đó, anh hỏi vậy, em hỏi anh vậy chứ bây giờ cái câu của ông là lấy lại đất tổ không làm khổ dân mà chỉ có hai người công dân. Không, em để anh nói nó đã, từ anh chưa nói xong cái ý của anh. Nhưng mà 43 năm rồi mà từ năm 90 đến giờ là năm 2018, năm nào cũng hứa về mà chả thấy thằng chết mẹ nào về cả. Đấy. Chả thấy thằng chó nào về đấy.
mà thằng nào về cũng là bị coi như là túm đầu luôn, đúng không? Vào tù đó. À, mới nhất là cái bà Enzo Fan đó, và một cái cái thằng nữa. À, thế đây còn nói để cho thề diệt cộng biết này. Việt Nam ấy, thích cho thằng nào vào là thằng đó được vào, còn không thích cho thằng nào vào là thằng đó không được vào. Các bạn có biết là đợt vừa rồi là có một cái thằng về đòi về làm về nhân quyền coi như cho Việt Nam không, và một một đứa con gái nữa vào đến sân bay Nội Bài là lập tức lên máy bay quay lại, đúng không? Nhưng mà còn cái anh Phan này này mới lại một cái thằng nữa rồi, thằng gọi là Phương Nguyễn à, người Phương Nguyễn đó. Không phải là không kể cả như cái thằng Phương Nguyễn là mới nhất vừa rồi là Cộng sản Việt Nam cho vào, các bạn thấy là cho vào không? Đấy, cho vào như đi đến đâu là có người theo đến đó. Đấy, và chuẩn bị thì lập tức coi như là vào dọ, đúng không? Đây là sự thật này. Nó rõ ràng như thế. Thế cho nên là Đào Minh Quân ấy, nói thẳng luôn nha, cũng chỉ dám hô hào ở bên Mỹ thôi, chứ còn thì cứ thử về Việt Nam đi, về chỉ đạo đi, chứ còn ở bên đó mà coi như hỏa lực mõm nha, nhấn mạnh này, hỏa lực mõm chả giải quyết vấn đề gì. Đấy, hỏa lực mõm ở phố Sa TV, đấy, hỏa lực mõm ở tất cả các kênh truyền thông. Thế bây giờ Đào Minh Quân lẽ ra ấy, cái chính phủ ấy, mà bị Cộng sản Việt Nam quy cho là khủng bố này rồi các thứ ấy, mà tất cả những cái đài như RFA, VOA các thứ ấy, thì bây giờ Đào Minh Quân kiện mấy cái đài đó đi, đúng không? Bị bôi nhọ danh dự mà, đúng không? Đấy là theo luật Mỹ đấy, này, bôi nhọ danh dự này này nọ này, thì phải kiện chứ, đúng không? Xong hoặc là kiện lại Cộng sản Việt Nam đi, đúng không? Nhưng mà hỏi nếu mà kiện được là có tiền á, có nhiều tiền luôn đấy. Bây giờ em hỏi anh á, mình muốn kiện một cái đảng cộng sản, mình phải là một cái đảng đối trọng, đúng không anh? Ví dụ như đảng tự do với đảng cộng hòa thì mình mới kiện nhau được. Còn bây giờ một cái thằng gọi là công dân quèn của nước Mỹ mà giờ kể kiện một cái chính phủ của cái nước gần 200 nước trên thế giới công nhận, lấy tư cách gì mà kiện? Đúng rồi. Chỉ vậy thôi. Mình thấy chuyện rất là nực cười luôn. Bây giờ ví dụ anh nói là bây giờ Bình Dương ơi, anh kiện em về cái tội sỉ nhục anh, ok, hợp lý, đúng không anh? Còn bây giờ tự nhiên anh mình đi kiện một người, mình không có đối trọng với người ta đi kiện, ít ra mình cũng phải là một chính phủ đã. Trời ơi, Đào Minh Quân nói câu trước thì đá câu sau. Ha. Còn ở đây em phân tích thêm cái thằng gọi là thằng Di Cộng gì mới nãy nè. Anh nói cho mình không, không, từ là, anh xin phép Bình Dương, anh nói với A Quy một câu này. Anh xin phép A Quy vừa mới nói á, nếu như con muốn hỏi về chính phủ Đào Minh Quân thì là phải hỏi A Quy, chứ nó nếu mà nghe một chiều thì nghe nó cũng chán. Nhưng mà sự thật đây anh có nghe một chiều đâu, anh nói với A Quy nhá là anh không nghe một chiều. Hôm nay thì anh nói chuyện với A Quy rất là ôn hòa đấy, không phải như những ngày trước. Nhưng mà trước khi anh nói cái chuyện này thì anh nói với A Quy là A Quy chơi ban đấy là A Quy chơi bẩn bựa đấy. Anh khẳng định với A Quy là A Quy không qua nổi mắt anh, đó. A Quy chơi quả vừa lốc coi như là nick của Bình Dương hồi nãy là A Quy chơi bẩn bựa, và anh sang tận coi như diễn đàn của Duy Nguyễn anh phản đối, anh đả đảo A Quy đó. Anh nói thẳng luôn để cho A Quy biết, đả đảo A Quy chơi bẩn bựa đấy. A Quy chơi bời thế nào để cho mọi người phải tâm phục khẩu phục và đừng có cái thói chơi bẩn bựa đấy, là mà phải cho đáng chơi cho nó đáng mặt nam nhi quân tử hán, đúng không? Đấy, anh chỉ nói một câu thế là nói ít A Quy hiểu nhiều. Thế còn bây giờ anh trả lời A Quy này, anh không có nghe một chiều. Anh nghe một chiều tức là anh nghe Cộng sản Việt Nam nói thì mới gọi là nghe một chiều, đúng không? Còn đây là anh đã đưa ra những cái phố Sa TV này, đấy là cũng là một chiều, đúng không? VOA này cũng là một chiều, đúng không? RFA anh cũng nghe này, đúng không? Và
một người nữa là Thảo Đào. À, anh cũng nghe này. Và thêm nữa nhá, luật sư Thiên ở Washington DC, đúng không? Vậy là anh nghe quá nhiều coi như chiều. Và người ta phải khẳng định một điều rằng cái chính phủ đã, ông Đào Minh Quân nó chả có một cái tên tuổi gì coi như là ở bên Mỹ cả. Mà thậm chí nhá, anh lại thêm cho một nhân vật nữa này. Thêm cho một nhân vật nữa để cho AQ thấy này. Mã Tiểu Linh. Đó, Mã Tiểu Linh là người chửi cái chính phủ Đào Minh Quân sắp vào lột. Đúng không? À xin lỗi mọi người nha. Cao hứng quá xong coi như nói lại hơi nói tục tí nhưng mà mọi người thông cảm. Không thật sự. Đấy. Thế cho nên là anh nói để cho AQ biết là không phải là anh nghe một người nói. Anh nghe rất nhiều người nói và những cái tên tuổi đó, đúng không? Là một cái là những cái tên tuổi ở ở trên mạng xã hội này ai cũng biết. Mã Tiểu Linh ai cũng biết đúng không? Đấy, còn đài à, chị Thanh Tâm này. Chị Thanh Tâm ở đài VOA, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ á, Ban Tiếng Việt Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. RFA là cái đài của cộng đồng coi như là gọi là chống cộng cực đoan ở ở hải ngoại đó, đúng không? Mà tất cả những nhân vật đó đều là những nhân vật chống cộng cực đoan ở hải ngoại. Thế nhưng mà họ nói như thế nào về chính phủ Đào Minh Quân thì anh nghe nó rõ ràng lắm rồi. Kể cả bây giờ AQ có lên có nói gì chẳng nữa anh cũng không không ấy. Bởi vì là chính AQ mới là một chiều. Anh nói bây giờ em có bảo vệ thì em mới là chính là một chiều. Đúng không? Mà rõ ràng theo như chính miệng ông Đào Minh Quân nói là thành lập từ năm 1990. Mà nói thật nha, thời kỳ đầu thì mình cũng nghĩ không mà. Có khi này, với cái cương với cái tiêu chí là cái gì nhỉ? Lấy lại đất tổ mà không làm khổ dân. Mình cũng, hồi đầu tiên mình cũng hơi ái mộ đấy. Thấy hay lắm. Thấy cái tiêu chí cực kỳ là hay. Thế nhưng mà cuối cùng rồi thì coi như là đến cái đợt mà đặt bom sân bay Tân Sơn Nhất, mẹ đánh vào cái kho xe ở coi như Biên Hòa, mà không phải ai khác, chính người trong nước này là nhìn thấy rõ ràng, đúng không? Đấy là bằng chứng mà, bằng chứng tố cáo. Và những cái kẻ mà bị bắt đó, người ta đều khai là khai trước tòa, mà công khai là ông Đào Minh Quân coi như là xúi giục, đúng không? Vậy thì bây giờ AQ bảo anh nghe ai đây, đúng không? Và những cái này anh nói là có bằng chứng. Bằng chứng là như vậy. Sự thật là ai cũng biết. Vậy thì AQ nói là anh nghe lên nghe ai? Anh nghe AQ hay là anh nghe ông Đào Minh Quân? Hay là anh nghe coi như là những cái đài ấy, hoặc là Thảo Đào, hoặc là Mã Tiểu Linh. Đó. Anh nên nghe ai? Theo quan điểm của anh, AQ coi như nói một câu, coi như comment một câu để xem nào. Để anh bây xem là có chung ý với anh không đã. Từ từ Bình Dương cứ thật bình tĩnh để anh phân tích cho AQ đấy. Không có, em không cho AQ lên đâu, nhưng mà em hỏi anh nè. À không, giờ... không 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 cho lên là không, cái thì bây giờ anh cũng không 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 có ý kiến gì, nhưng mà anh muốn AQ trả lời anh một câu bằng câu comment, anh đang ngồi để chờ. Rồi, ok anh. Em hỏi anh nè. Một thằng Quỳnh Thanh Hoàng từng ở trong nhóm của Đào Minh Quân, bây giờ tách ra được rồi, không diệt được thằng Quỳnh Thanh Hoàng nữa mà đòi bây giờ quay về diệt cộng sản, nghe một cái luận điệu rất ư buồn cười không? Đó, anh chứng minh rõ ràng bây giờ anh Na Quy thừa nhận không? Hả? Đó, rồi bây giờ nghĩ sao có một thằng Quỳnh Thanh Hoàng thôi làm không xong thì bây giờ đòi nghĩ sao mà đòi gọi là 4 triệu đảng viên đây? Hả anh A Quy về nói lại ông Đào Minh Quân đi. Không. Anh khỏi cần phải. Không. Rồi, Bình Dương nói tiếp đi, xong rồi anh sẽ trả lời AQ. Đó. Nè, khỏi anh nói với AQ này, anh không cần phải cái chuyện gọi, chuyện gọi cho anh thì anh cũng vui thôi, anh cũng đồng ý là anh AQ sẽ gọi cho anh. Nhưng mà khi mà AQ gọi cho anh thì anh dứt khoát sẽ thuyết phục, nhưng mà ở chỗ là anh thấy như này, bằng từng đó cái chứng lý mà anh đã đưa ra để mọi người tất cả ở đây nghe thấy, là những lời hôm nay là anh nói là không có một cái gì và để mọi người coi như là không hiểu cái vấn đề đó, đúng không? Anh nói công khai và
anh căn cứ trên những cái clip là mà chủ đề của Bình Dương nói là cái clip của Vũ Hoàng Lân, mà cái đoạn cuối là anh không biết tiếng Anh thôi. Đấy, cho nên là có cái ông Tây, ông người 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 Mỹ ông ấy nói thì lúc ấy anh tắt đi rồi, nhưng mà chơi cái đoạn bằng tiếng Việt là anh nghe từ đầu đến cuối thì anh thấy là cái ông Đào Vĩnh Quân này đào tụt quần, có nhiều ông vòng vo có vô lý lắm, mà câu nọ đá sọ câu kia rồi. Đấy, xong rồi lại nghe Thảo Đào này, nghe Mã Tiểu Linh này, nghe RFA này, nghe VOV VOA này, ban tiếng Việt của chị Thanh Tâm đấy. Đấy, nói rất nhiều những cái ấy về chính phủ Đào Minh Quân. Dạ rồi anh Tư. Thì bây giờ anh chỉ muốn A Quy comment một câu là bây giờ anh nên nghe ai. Đấy, anh chỉ nói một câu thế thôi. Mà anh khẳng định với A Quy là tất cả những cái đó thì người ta bảo cái chính phủ Đào Minh Quân chả có cái gì ở trên cái đất nước Mỹ cả, mà chả có cái nước nào người ta công nhận cả, mà cứ nổ như cố, mà lại nổ cho cố, mà cộng với này còn đòi đi song hành với chính phủ Mỹ, mà có bao giờ coi như gặp được tổng thống Mỹ đâu, cứ làm như là coi như lấy được cái chữ ký của tổng thống Mỹ là dễ lắm, đúng không? À, thế thì anh thấy thế thì A Quy cứ comment một câu vào là coi như anh theo anh nên nghe ai, anh chỉ hỏi thế thôi, đúng câu thế thôi. Thế còn thì gọi cái gì, nhưng mà còn ngược lại thì bây giờ anh mới nói thêm với A Quy này trước khi để anh xuống này. Dạ. Anh thấy cái vấn đề là nó đã rất là sáng tỏ rồi. Sự thật cái ông Đào Minh Quân là một cái ông mà mang con bỏ chợ. Đấy, đại tướng Vương Văn Thả là hiện giờ cũng không ai cứu được, đúng không? Đấy, đến coi như mười mấy nhân vật đánh bom sân bay Tân Sơn Nhất và coi như ở kho xe Biên Hòa cũng không ai cứu nổi, đúng không? Rồi đến em Sổ Phan và một người nữa cũng bị xử 14 năm tù là cũng không ai cứu được, đúng không? Sắp tới này là còn cái gì Phương mới Phương Nguyễn ấy, gọi là Phương Nguyễn mới bị bắt đó. Michael đấy, Phương cũng Nguyễn. Chưa ra xử đâu, nhưng mà cũng chắc chắn là không ai cứu nổi. Vậy thì rõ ràng cái chính phủ của ông Đào Minh Quân đấy chỉ là một cái bọn khủng bố. Hôm nay khẳng định luôn đấy là một cái bọn khủng bố, và đều là những cái một cái chính phủ mang con bỏ chợ xúi trẻ con ăn cứt gà sát, đúng không? Rõ ràng là như vậy, xúi trẻ con ăn cứt gà sát. Và nếu như là A Quy thì A Quy có người thân đang ở trong chính phủ đó, và A Quy đang ở trong chính phủ đó thì cũng nên quay đầu đi. Đấy, không là A Quy hết đường về Việt Nam nếu như một khi A Quy muốn về quê hương bản quán đó. Đấy là anh khuyên một câu chân tình đó. Đó, hết về quê hương bản quán luôn. Thế rồi coi như là giả sử mà về phía anh thì anh lại muốn rằng là A Quy nên về Việt Nam để xem sự thật cái đất nước Việt Nam này như thế nào, mà mình lại vẫn cứ ủng hộ những cái thế lực để chống lại cái đất nước này. Và quan điểm của anh thì anh vẫn nói thật lòng là anh vẫn muốn đón A Quy để coi như chỉ là ngồi uống một ly cà phê thôi. Ít nhiều anh cũng thấy cái thái độ của A Quy khác hẳn với Hùng Lân. Đấy, thì anh vẫn nghĩ rằng là anh em mình có thể coi như ngồi nói chuyện với nhau được, và có thể uống với nhau được một ly cà phê. Thì anh vẫn cứ kêu gọi. Đấy, anh vẫn cứ kêu gọi A Quy lên nhìn lại sự thật, lên nhìn lại vấn đề. Đó. Chứ còn đương nhiên là khi anh nói lên đây thì anh cũng không bị làm ảnh hưởng gì đến cái bát cơm của A Quy đâu. Bởi vì anh nghĩ rằng là dù A Quy có ăn lương của ông Đào Minh Quân ấy, thì chẳng qua là cũng chỉ là nhất thời thôi, đúng không? Ta hãy quay về với quê ta, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn, đúng không? Đừng có nghe theo mấy cái bọn, bây giờ thì gọi luôn là bọn chứ không nói là chính phủ nữa. Bởi vì sự thật ra mà nói thì làm gì có chính phủ, chẳng qua là nổ cho cố, đúng không? Đấy, mà
nổ để lừa người dân mà trên cái kênh của Thảo Đào á là còn trích được lại cái tiểu sử của Đào Minh Quân này. Đầu tiên là sang bên Mỹ chỉ là một cái kẻ lại làm ăn bình thường, nhưng mà cũng cóp nhặt được một ít tiền, coi như ấy, bắt đầu coi như có tiền rồi, coi như thì bắt đầu no cơm rừng mỡ, thế xong rồi coi như bắt đầu mua danh mua ấy, xong tập hợp lại một cái số những cái ông mà coi như là của cái chế độ coi như Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, coi như là cũng gọi là vô công rồi nghề, bây giờ không còn gì chơi, không còn gì vui. Đấy, xong rồi coi như là thành lập để coi như mua danh thôi. Chứ thực ra mà nói thì không có cái số má gì coi như ở trên đất Hoa Kỳ cả. À, đấy là mình ngược lại, mà đây là lời của cái clip Thảo Đào nhá. Nếu như mọi người không tin thì mình có thể mở ra cho mọi người xem được. Giống như là cái clip như clip đấy nó hơi dài, nếu các bạn mà ngồi nghe clip đấy là phải mất vào cỡ khoảng gần tiếng. Đó, thì chiếm cái thời gian của diễn đàn quá thì mình không mở thôi, mà mọi người biết là mình có cái tính là nói bao giờ cũng có sách, mách bao giờ cũng có chứng đấy, nhưng mà bởi vì nó thời gian nó lâu quá, mình không muốn chiếm dụng thời gian của mọi người đấy, thì mình cứ nói với AQ như thế cũng là đến đây cũng dạ là rồi đủ anh. Đấy, đấy. Có Đấy. anh Thì có anh Tư Tân Bình anh lên tí xíu anh thốt là anh vào lại anh à Tư vâng em vâng không đúng thấy. rồi, có như chính 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 vì vậy là mình nói là đến đây là cũng đã đủ, thì để cho mời anh Tư Tân Bình lên góp ý kiến Cảm ơn. cùng với mọi người, nói chuyện với AQ để cho AQ hãy xem lại mình và nên quay đầu về những cái gì gọi là những cái gì chính nghĩa. Mà sự thật nói thẳng luôn với AQ nhé, Đảng Cộng sản Việt Nam là chính nghĩa. Chấm hết. Ok, xin chào mọi người, chào các bạn. Dạ rồi, cảm ơn anh. Nè, nói chung á bây giờ cháu cãi gì nữa anh Ai Quy ơi, người ta có nhận định hiểu không, người ta nghe người ta xem rồi bây giờ người ta nhận định nữa thì nó quá rõ rồi, thì bây giờ đi bảo vệ gì nữa, bảo vệ hiểu không, đã nói rồi ông Đào Minh Quân không làm gì được đâu hiểu không, đừng có hại người dân người ta. Trước kia thì Dương Văn Thả đó, bây giờ hai người ở bên Mỹ rồi, mai mốt còn ai nữa đây. Ai Quy bây giờ còn đi theo để làm gì nữa. Rồi ok anh. Em đang ngoài anh. Ồ, em chào anh Tư. Từ Hello Bình ngày Dương, có ít này anh mới lên diễn đàn em lần đầu. Anh thân nhân anh có ổn không Bình Dương? Dạ rồi, ổn rồi đó anh. Xin chào Bình Dương và tất cả các anh em trên diễn chào đàn. Tư. Hôm nay, hôm qua thì tính lên cái diễn đàn của là bạn Nguyễn có tham gia của là Á Quy với là Vũ Sư Hùng Lân, nhưng mà lại không kết nối được. Hôm nay thì có Á Quy ở đây thì tôi nói thế này nè AQ. Trong cái diễn đàn Dương Vi tôi đã cũng đã nói với là AQ rồi. Nhưng mà trong đó thì để AQ đêm về nằm suy nghĩ lại thì đã suy nghĩ rõ ràng rồi phải không? Thì lá cờ đó vẫn còn đó. Thì ok, tôi chấp nhận cái quan điểm của bạn là bạn theo lời nói của bạn, đó là cái sự suy nghĩ của bố bạn. Ok. Nhưng mà tôi nói cho bạn nghe theo trình bày của bạn, theo trình bày của bạn. Bạn sang Mỹ năm 14 tuổi và cái năm 88 thì tôi nhận định bạn là bạn được sinh ra vào năm 1974 và năm 1975. Thế bây giờ tôi nói tiếp cái chỗ này. Thế bạn hiểu gì về Việt Nam Cộng Hòa? Với cái tuổi đó, bạn cho tôi biết bạn hiểu gì về chế độ Việt Nam Cộng Hòa? Hay là bạn được truyền đạt lại bởi cái ý thức chống cộng của bố bạn hoặc là cái tổ chức mà Đào Lụng là Đào Đào Minh Quân là cái thằng cha trung quý mà bung càng chạy là khi đội trên đầu cái mũ kết bi là tổ quốc danh dự và trách nhiệm. Việc cộng chưa đến Sài Gòn thì đã quăng đồ chạy mẹ nó rồi. Thì danh dự trách nhiệm ở đâu? Để tôi hỏi bạn nha. Như mà nói theo kiểu là Danny Nguyễn thì đáng lẽ ra tôi cũng là tôn trọng bạn một cái chữ bạn thôi. Chứ tôi kêu bằng thằng, tại cái tuổi đời của bạn đó không bằng tuổi con tôi đâu nha. Nói xin lỗi với bạn là bạn có những cái ý thức, bạn hiểu gì về kinh tế, bạn lên những cái diễn đàn bạn lèo lái mọi người
Thế bạn có hiểu rằng là vào năm 1900, bạn nói về kinh tế, đi theo Mỹ hay đi Trung Quốc? Đi theo Trung Quốc. Tôi nói cho bạn nghe. Ở đây, tôi nói xin lỗi bạn, Mỹ là đi chậm chân các nước khác như Singapore, Đài Loan và là Hàn Quốc. Vào năm 1987, tôi được tuyển vào làm công ty của Hàn Quốc. Hàn Quốc nó đã du nhập vào tham gia làm kinh tế tại Việt Nam từ năm 1987 kìa. Chưa khi khi Mỹ chưa mở lệnh cấm vận nha. Tôi làm là lương của tôi là với bậc là kỹ sư là lương tôi là một ngày là 2 đô. 2 đô lúc trị giá lúc bấy giờ là 2.200 đồng. Bạn có hiểu cái trị giá lúc bấy giờ là rất cao so với bậc lương của tôi mà làm về hành chánh là chỉ theo sau cái thực hiện là cải biên chế độ giá lương tiền của là nghị quyết 678 vào năm 1987. Bậc lương của tôi là kỹ sư chỉ có là 30 33.500 đồng mà tôi làm với công ty của Hàn Quốc ấy, là một ngày lương của tôi là 2.200 là coi như một ngày là 4 4.400. Bạn tính ra là bao nhiêu tiền? Bạn nên biết. Và tôi nói rõ thêm cho bạn rõ thêm một cái này nè. Bạn chưa về Việt Nam, bạn chưa hiểu. Vào cái thời điểm năm 1989 90 tôi bỏ công ty Hàn Quốc vì thằng này nó cũng lừa. Những thằng công ty là nước ngoài vào Việt Nam nó lừa, nó tổ chức là làm sản xuất nhưng mà nó trả tiền cho công nhân nó là không kịp thời vụ rồi nó bỏ cả cơ sở nó bỏ chạy. Nó bỏ chạy. Nha. Rồi nhà nước Việt Nam phải là trả tiền lương cho công nhân để tiếp thu cái cơ sở vật chất đó. Tôi cũng từ đó tôi nghĩ. Và tôi ra làm với tư nhân. Tôi nói cho bạn biết là cái công ty Singapore đầu tiên vào Việt Nam là Thái Hưng Long. Bạn không có hiểu được cái tình hình chính trị ở Việt Nam, kinh tế ở Việt Nam. Bạn đừng có móc méo ở cái chỗ này nha. Cũng trên cái diễn đàn này tôi nói để cho bà con rõ có những cái luận điệu, những cách mà phản biện cái luận điệu mà xuyên tạc của nó. Bạn có biết cái vụ án Tăng Minh Phụng không? Đó là tham gia cùng làm ăn với là cái tập đoàn Singapore Thái Hiên Long. Nha. Mới đẻ ra cái thằng Tăng Minh Phụng rồi sau đó là xử bắn đó. Rồi bạn có biết vào năm 1993 cái tập đoàn xây dựng lớn nhất thế giới lớn đứng hàng thứ 5 thế giới và đứng hàng thứ 3 của là Nhật Bản là tập đoàn Shimizu nó có thể là bỏ tiền ra đến Mỹ để xây dựng cho nó một cái phi thuyền bay lên là không gian. Bạn có biết không? Nó đã vào Việt Nam từ năm 1993 rồi. Trước khi Mỹ bỏ lệnh cấm vận. Tất cả các quốc gia nó đã nhìn thấy cái quyền lợi của nó ở cái vùng Đông Nam Á, châu Á này. Nó đã xé rào nó đi trước Mỹ kìa. Thấy chưa? Bạn đừng có nói chuyện là bạn móc méo là phải theo Mỹ hay theo Trung Quốc. Có nhiều quốc gia nó thấy nhìn thấy cái quyền lợi của nó tại Việt Nam. Đây là tôi giải quyết vấn đề về vấn đề bạn nói theo Mỹ hay theo Trung Quốc để cho là các anh chị em trên diễn đàn biết để mình nói chuyện với bạn nha. Còn bạn dùng những cái từ bưng bô nó nói như tôi hoặc là anh Cầm Nguyễn hay là anh là hay là Đến Lợi đây. Minh, em Lợi Minh hay là em Danny. Tôi xin lỗi với bạn. Cái đầu của bạn, bạn phải nhìn rõ vấn đề. Tôi nói với bạn, nếu bạn muốn so sánh cái ly này đẹp hơn cái ly kia thì bạn phải biết cái ly kia nó xấu cái gì. Thì với tuổi đời của bạn sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, bạn không biết gì một tí gì về chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì làm sao bạn so sánh với chế độ Cộng sản? Bạn không biết gì hết. Đây tôi nói một cái này, cái luận điệu mà xuyên tạc của bạn. Việt Nam Cộng Hòa thua Cộng sản vì thiếu tuyên truyền. Bạn ngu lắm. Tôi phải dùng cái chữ là bạn ngu lắm. Dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, bạn có hiểu? Bạn đi về hỏi bố bạn đó, nghe, hỏi bố bạn, luôn cả thằng Đào Minh Quân đó. Cái radio, ấp chiến lược, hỏi về hỏi những người đó, người ta nói cho nghe, Mỹ rải đầy ở miền Nam. Trên đó nó bắt được một tần sóng Sài Gòn và một tần sóng FM. Đó là tuyên truyền đó. Rải vào để cho A Quy làm gì người biết mày mày.
Bạn có biết là truyền đơn rải hàng ngày ở tất cả các tỉnh miền Tây Nam Bộ và miền Đông Nam Bộ, rải trắng trời luôn, cả những cái thẻ để gọi là chiêu hồi cán binh cộng sản lúc bây giờ, với công cụ hiện đại như thế để chiêu hồi, mà tất cả chỉ có một số ít là vì là chịu khó chịu khổ không được mới ra đầu hàng, gọi là quân chiêu hồi. Bạn có biết chuyện này không? Mà các anh chị em ở trên diễn đàn này đa số là một là sống ở ngoài miền Bắc, không rõ được cái cách tuyên truyền của bọn quân ở miền Nam. Thì ở đây tôi đã từng chứng kiến, thì tôi nói cho các bạn nghe để các bạn có những cái lập luận để mà phản biện lại những cái kiểu tuyên truyền là ba láp như thế này. À, quy nghe rõ nha. Còn một số vấn đề nữa, tôi chờ cái diễn đàn của Duy Nguyễn mở ra, tôi sẽ lên nói chuyện tiếp với bạn những câu hỏi và những câu nói của bạn. Tôi cần Duy Nguyễn xác định lại, rồi tôi sẽ nói cho bạn biết. Chứ ở đây bạn la liếm ở một diễn đàn này, ở một mọi diễn đàn khác, bạn cố tình bạn lên mà xuyên tạc. Bạn không phải là cái thằng tìm hiểu, nha. Bạn không phải là thằng tìm hiểu, mà bạn là thằng xuyên tạc. Và tôi kêu gọi mọi người khi mở diễn đàn, IQ không bao giờ được lên diễn đàn để nói chuyện. Bạn cần thiết gì comment ở dưới, rồi chúng tôi giải quyết cho. Nội cái câu nói của Chủ tịch là Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, khi như là anh gì đó, anh đã phân tích hôm trước tôi đã được nghe, anh phân tích rất đúng. Tại sao có những là địa phương cùng là người dân phạm tội thì bị xử lý theo pháp luật, mà cán bộ đảng viên lại xử lý kỷ luật bằng cắt cái chữ là cắt đầu cắt đít, là đúng, bạn cắt bỏ câu là tại sao, rồi cái câu đoạn sau là bạn cắt bỏ, bạn đặt vấn đề với người ta, đây là ý thức tuyên truyền phản là xuyên tạc. Tại sao bạn không nói hết câu nói của là Chủ tịch Quốc hội không? Ở đây tôi nhìn thấy, tôi theo dõi diễn đàn và tôi không muốn lên để tôi xem coi bạn cái ý thức của bạn ra sao, nhưng mà bạn không thay đổi đâu. Cho nên tôi kêu gọi tất cả các bạn mở diễn đàn, IQ không bao giờ được lên diễn đàn. Không, diễn đàn em chắc chắn rồi. Em nói là khi nào IQ mà thay đổi tư tưởng đi một cái đường lối khác của Bauer thì em mời. Để còn tôi nói cho IQ nghe. IQ nghe về cái tổ chức đạo quân. Chúng tôi không cần bạn giải thích, vì bây giờ cái hệ thống công nghệ thông tin nó quá rộng rãi rồi. Phố Bương Xã TV, VOA, VOA là nửa vòng trái đất đã nói về cái tổ chức đạo quân nhiều rồi. Chúng tôi không cần bạn lên diễn đàn này nói. Người nào có cần nhu cầu tìm hiểu thì vào đó mà xem. Cho nên bạn, chúng tôi không phải là những người mù. Thí dụ như bạn nói tôi là tại sao ở xứ Mỹ, tôi xin lỗi với bạn nha. Nha. Khi tôi đặt chân sang xứ Mỹ này, trước khi tôi đặt chân sang xứ Mỹ này, tôi nói cho bạn biết. Trao đổi và tranh cãi với bà xã tôi rất nhiều, mấy năm trời tôi mới làm hồ sơ. Bạn có biết là lãnh sự quán mời tôi 3 năm trời để trả lời hồ sơ, tôi không trả lời. Tôi nói cho bạn biết, và tôi mời tôi sang đất Mỹ này không phải là đi tàu, đi ghe, mà tôi đi máy bay nha. Nói rõ cho bạn biết, Imran nắm rất rõ về lý lịch của tôi. Đừng nói tôi bưng bô hoặc là việc cộng nằm vùng. Tôi rõ bạn thế. Cho nên là tôi rất tiếc là tôi không là lên được, vì có những lý do là bận biểu với bạn bè, hoặc là có những lúc là bận tay. Chứ tôi thấy bạn lập luận, có những cái lập luận rất là buồn cười. Bạn nhiều khi là lên nói xong rồi bạn bỏ chạy. Như bạn tranh luận với Lợi Minh ngày hôm qua, tôi thấy bạn rất là buồn cười. Rất là buồn cười. Nên tôi cũng mong mỏi là tôi nói như thế thì để cho anh chị em hiểu. Còn bạn nói gì tôi hết tin. Bạn không phải tìm hiểu. Mà nói như Alan Phạm hay là bạn Cư Xá Duy Tân. Bạn làm, bạn tuyên bố bạn làm IT trong là cơ quan của Goldman.
của chính phủ. Tôi xin lỗi với bạn nha, tôi đang làm trong hãng. Hãng cấm tuyệt đối không được sử dụng là computer của hãng. Tuyệt đối không được sử dụng là phone trong giờ làm việc. Thế bạn làm cơ quan của chính phủ mà bạn có giờ để live stream như cái giờ này. Giờ này là giờ làm việc của bạn. Thế bạn sao bạn lên live stream được? Đây là câu nói kết thúc. Rõ ràng bạn là người của tổ chức là tuyên truyền xuyên tạc về đất nước. Tôi yêu cầu mọi người lại nên cảnh giác tên này. Không cần nghe tên này nghe nói chuyện nữa. Tên này nói chuyện là kiểu xuyên tạc. Bà Lạp. Đấy, anh chỉ lên khẳng định một vài điều thôi. Anh còn một số vấn đề nữa đối với tên AQ này. Thì anh chờ cái diễn đàn. Anh không hiểu là cái diễn đàn của Duy Nguyễn mấy ngày hôm nay sao anh thấy là không mở được, hình như là bị có vấn đề gì đó. Nếu AQ muốn lên cái diễn đàn AQ, lên cái diễn đàn của Nguyễn Duy đi, tôi sẽ hỏi Duy Nguyễn một vài vấn đề mà bạn đã nói. Nếu xác định đúng, tôi sẽ trả lời cho bạn rất cụ thể rõ ràng từng sự việc một theo ý của bạn. Thế thôi. Anh gõ vào cái Facebook Nguyễn Ngọc Duy á, cái Facebook Duy Nguyễn là bị mất rồi. Anh gõ vào Facebook Nguyễn Ngọc Duy á. Thì ra như thế. Bởi vậy cho nên là anh mấy ngày hôm nay anh muốn là gặp cái diễn đàn đấy để có Duy Nguyễn rồi anh. Anh gõ Nguyễn Ngọc Duy. Nguyễn Ngọc Duy hay em? Dạ, okay. Nguyễn Ngọc Duy nhé. Còn chị Duy Nguyễn là bị lóc mà mất rồi. Ok, vậy cảm ơn em. Dạ, anh rồi. Thiếu thông tin đó, anh thiếu thông tin đó. Chứ dạ, cho nên dạ. Là anh không nhận được cái chuyện này. Nhiều khi là có những cái diễn đàn của Duy Nguyễn là trên đường lái xe đi làm về thì anh không thể tham gia được. Đúng không? Dạ. Ừ, anh chỉ nghe được thôi. Dạ. Thì có một vài ý kiến, một số vấn đề của anh chàng AQ này, luôn cả thằng Vũ Sư Hùng Lân, cái thằng dạ, Ba Láp. Vũ Sư là đó. Không cần nói, chỉ mất thời gian anh ơi. Tại vì em biết sao, là như là anh đã nói chuyện trước với anh chị em trên diễn đàn rồi. Các anh chị cứ để ý, nếu người đi làm, cái giờ làm việc là không có rảnh rỗi để mà lên cái diễn đàn này nói chuyện đâu. Toàn những tên lên diễn đàn này là ăn tiền hết, ăn tiền của tổ chức, là xuyên tạc về đất nước. Ta không cần nghe. Ta biết, ta xác định rõ ràng cái đối tượng đó. Cho nên là anh cũng chỉ xin lên vài phút để mà trao đổi với anh em nhận định một số con em cảm ơn anh. Một số sự việc. Thôi chúc Bình Dương và các anh chị em ở bên trong nước đừng đêm là hạnh phúc và an lành. Dạ, cảm ơn anh. Chúc anh em ở vui vẻ nhé. Được là một ngày là hạnh phúc. Dạ rồi, xin, cảm ơn anh nhiều. Dạ. Rồi thì chắc em cũng up luôn cái diễn đàn anh chị. Dù không gì A Quy ơi, thật sự nó thực tế nó là vậy rồi. Thôi thì em cũng up luôn nha các anh chị. Anh Vinh ơi, thôi em up anh Vinh ơi. Hôm nay em bị bệnh đó. Cảm ơn các anh chị hôm nay vào diễn đàn em để lắng nghe những anh chị chia sẻ. Hẹn gặp lại các anh chị vào cái diễn đàn kế tiếp nhé. Cảm ơn các anh chị. Em bye bye anh Danny nhé. Chúc anh Danny ngày mới vui vẻ. Dạ, chào chị Bạch Yến. Chúc chị Bạch Yến ngủ ngon. Dạ, cảm ơn anh. Chào các anh chị nha. Chào Bụng Bự. Chào anh Bằng Vũ, chúc anh Bằng Vũ ngày mới vui vẻ nha. Bye Thanh Phong. Đúng rồi Lan Trần. Chắc chắn anh không có cho lên rồi. Ok, bye bye các anh chị. Ok, bye bye các anh chị nha. Cảm ơn các anh chị nhiều. Bye anh Vinh, chúc anh Vinh ngủ ngon.